Xích Dung, cháu gái ngươi lẻn vào địa bàn của ta, ngấp nghé bảo vật của cửu nguyên quan ta. Chẳng hay là bị người phương nào sai khiến, lão giả áo xám lạnh lùng chất vấn, quả nhiên là Xích Dung đạo tổ. Hàn Lập nghe vậy, thầm hít sâu một hơi, cửu nguyên đạo Hữu hết thảy đều là hiểu lầm. Đứa nhỏ tiểu mộng này phụng mệnh thiên đình đi bắt vệ kim tiên, còn có cả tên Hàn Lập kia nữa. Chẳng qua là nó đánh bậy đánh bạ mới đến được nơi này. Còn việc vừa rồi nó ra tay cướp đoạt tiểu bình kia, bất quá chỉ là tính tình tiểu hài tử có mấy phần hiếu kỳ với vật ấy mà thôi cử nguyên đạo hiếu sẽ không phải là người bụng giả hẹp hòi ghi hận một đứa tiểu bối đấy chứ lão phụ thân tóc đỏ cười khẽ một tiếng chỉ dùng một câu hiếu kỳ đã muốn phủi sạch chuyện này chẳng lẽ xích dung đạo hiếu cũng cho rằng cử nguyên quan ta là nơi có thể thích đến thì đến thích đi thì đi lãnh ý trên mặt lão giả áo xám không giảm chút nào chuyện này đúng là do bọn tiểu mộng nhi lỗ mãng cử nguyên đạo hiếu người muốn xử trí như thế nào trước thân sắc lạnh lùng của lão giả áo xám, bà lão tóc đỏ nọ cũng phải nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. Lão giả áo xám không nói lời nào, mục quang như điện quét qua xích mộng và hóc uyên. Hai luồng kim quang đột ngột bắn ra từ cặp mắt của lão, đánh về phía xích mộng và hóc uyên với tốc độ nhanh đến cực điểm. Dừng tay, bà lão tóc đỏ giận tím mặt, quả trượng trong tay lập tức phung lên, đánh về phía luồng kim quang đang lao về phía xích mộng. Oanh một tiếng vang nhỏ, luồng kim quang lóe lên xuyên qua quả trượng, đồng thời cũng cũng ảm đạm nhiều nhưng vẫn cấp tốc chui vào mi tâm xích mộng a à, xích mộng ôm đầu hết thảm luồng kim quang còn lại đánh vào mi tâm hoác uyên hoác uyên hoàn toàn không kịp phản kháng chút nào thân thể gã lắc lư run rẩy toàn thân toát ra kim quang chói mắt một khắc sau đó thủ cấp hoác uyên mãnh liệt nổ tung thi thể không đầu ngã sóng xoài trên mặt đất bà lão tóc đỏ phất tay phát ra một luồng tinh quang đỏ rực một lần nữa bao bọc thân thể xích mộng Tiếng kêu thảm trong miệng xích mộng lập tức giảm bớt rất nhiều. Ngươi, sắc mặt bà lão tóc đỏ buông lỏng đôi chút, nhưng rồi bà lão đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão giả áo xám, hàn quang trong mắt phún ra tựa độc xà. "Nể mặt ngươi, ta tha cho cháu gái ngươi một lần. Nếu như nàng dám cả gan quấy rối cửu nguyên quan một lần nữa, ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu." "Không tiến." Lão giả áo xám cười lạnh một tiếng, rồi phất tay áo một luồng kim quang bao lấy xích mộng và thi thể hoắc uyên rồi lóe lên một cái cả hai lập tức biến mất tựa hồ đã bị truyền tống ra ngoài mà hàn lập đứng một bên chứng kiến một loạt diễn biến vừa rồi trong lòng khiếp sợ không thôi lão giả áo xám này thoạt nhìn hiền lành không ngờ lại xuất thủ vô cùng tàn nhẫn sơn chủ bách tạo sơn lão cũng nói giết là giết ngay cả nhân vật có địa vị cực cao tại thiên đình là xích dung đạo tổ lão cũng không nể mặt nửa phần vẫn hung hăng giáo huấn cháu gái bà ta một trận bản thân hắn lẻn vào cửu nguyên quan rồi gây ra bao nhiêu chuyện động trời như vậy, so với xích mộng và hoa nguyên còn nghiêm trọng gấp 10 lần. E rằng hôm nay hắn khó có thể sống sót mà rời khỏi địa phương này. Nội tâm hàn lập xoay chuyển như điện, nghĩ tới nghĩ lui tìm cách chạy trốn. Nhưng căn bản hắn không thể động đậy mảy may, lúc này chỉ thấy vị lão tổ cửu nguyên quan kia đang chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước đến trước mặt hắn. Lão dùng cặp mắt âm u đánh giá hàn lập từ đầu đến chân hắn thủy chung không thể nhìn ra chút ba động tâm tình nào trên khuôn mặt lão hàn lập đối nhãn với lão giả trong khoảnh khắc hắn lập tức cảm thấy tâm thần mình bị hút vào hai chiếc giếng cổ tịch mịch sâu không thấy đáy bên trong giường như còn có nguyệt quang phản chiếu không mảy may có chút gợn sóng lão giả không vội vàng lên tiếng chỉ đi một vòng quanh người hàn lập tựa hồ đang cẩn thận đánh giá hắn dưới ánh mắt của lão hàn lập cảm thấy sợ hãi dường như tất cả bí mật hắn ẩn giấu bấy lâu nay đều bị cặp mắt kia nhìn thấu cũng may lão giả chỉ nhìn hắn thoáng qua liền rời đi ánh mắt tay lão vung lên một tầng kim quang nồng đậm lập tức tuôn trào xung quanh khuôn mặt lão hóa thành một quầng sáng vàng rực bao phủ trọn vẹn đại điện hàn lập nhíu mày nội tâm không ngớt kinh ngạc hắn đã gặp qua không ít lĩnh vực nhưng chưa bao giờ chứng kiến lĩnh vực nào tương tự như của lão giả trước mắt hắn hiện giờ có thể mang lại áp lực cường đại bực này chỉ thấy khung cảnh phế tích xung quanh cũng hoàn toàn bị che lấp hư không dường như biến thành một quả cầu kim sắc khổng lồ kim quang phía trên nồng đầm tựa như kim loại nung chảy, bắt đầu phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh. Hàn Lập rất nhanh đã phát hiện ra mối liên hệ giữa bản thân và ngoại giới đã hoàn toàn bị chặt đứt. Điều càng khiến hắn kinh ngạc chính là mối liên hệ giữa hắn và bọn Kim Đồng, Đề Hồn, hay kể cả Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, cũng đều bị linh vực chứa đầy lực lượng pháp tác thuộc tính kim cắt đứt hoàn toàn. Về phần vị bình linh tiền bối không đáng tin cậy kia lại càng không có cách nào liên hệ rồi. Hiện giờ hắn muốn vận dụng tiểu bình để vượt qua thời không trốn khỏi nơi này cũng hoàn toàn không thể. chương 1258, đoạn nhân quả. Thấy lão giả hình như không có ý định lên tiếng, hàn lập nén sợ hãi trong lòng, mở miệng nói tiền bối. Nhưng, hắn còn chưa nói hết câu, lão giả kia đột nhiên ra tay nhanh như điện, cách không bắt về phía trước ngực hắn. Một luồng sáng vàng xuất hiện giữa hư không cuốn ngay trước ngực hàn lập, trực tiếp lấy ra cái bình nhỏ màu xanh thấm đeo dưới vạt áo vốn chưa từng rời xa hắn, kéo tới tay lão giả. Thân người Hàn Lập phát run, tinh thần chấn động mạnh. Ngoại trừ bản thân hắn, không ai hiểu rõ trưởng thiên bình có ý nghĩa đối với hắn thế nào. Từ lần đầu gặp ở thất huyền môn năm xưa, đến sau khi vượt qua tam giới với đủ loại tao ngộ, sự trưởng thành của hắn dọc theo con đường tu tiên, khắp nơi đều khắc ghi dấu ấn trưởng thiên bình. Có thể nói, nếu không có trưởng thiên bình, sẽ không có hắn bây giờ. Thậm chí rất có thể năm xưa, hắn căn bản không thể ra khỏi thần thủ cốc của mặc Đại Phu, nhưng, đối diện với lão giả trước mặt này, Hàn Lập hoàn toàn giống như trẻ con sánh với non cao, về cơ bản ngay cả một chút khả năng phản kháng nhỏ nhoi cũng không có. Bây giờ, hắn pháp thể song tu, lại lĩnh hội thời gian pháp tắc, mặc dù bản thân có thể lấy thực lực đại la cảnh sơ kỳ ứng phó với đối thủ cao hơn một tiểu cảnh giới, nhưng đối mặt với đạo tổ hoàn toàn cao hơn một đại cảnh giới, cường giả tột đỉnh chân tiên giới. Một tồn tại ngay cả các nhân vật lớn nhỏ của thiên đình cũng phải nhún nhường ba phần, bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều vô dụng. Hiện tại, Hàn Lập chỉ có thể dương mắt nhìn chằm chằm lão giả và cái bình nhỏ xanh thấm trong tay lão. Sắc mặt lão giả không chút cảm xúc, tay cầm bình nhỏ, ngón tay vuốt ve đường vân lá tinh tế trên đó, giống như âu yếm một đồ vật cũ thất lạc đã lâu, không muốn buông bỏ. Sau khoảng thời gian cạn chén trà, thần sắc lão giả bóng có một ít biến hóa, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường. Hàn Lập phát hiện thần sắc lão biến hóa rất nhỏ, trong lòng hắn cảm ứng, chẳng lẽ lão giả kia nói chuyện cùng với vị bình linh tiền bối trong trường thiên bình, nếu không lão sẽ không có biến hóa này mới đúng. Lại qua một lát, lão giả bỗng thở dài, ánh mắt lại nhìn về phía Hàn Lập. Lão chỉ nhẹ nhàng chừng mắt nhìn, tầng cấm chế trói buộc áp đặt trên người Hàn Lập liền tự động cởi bỏ, biến mất không thấy. Hàn Lập cảm thấy quanh người thả lỏng, nhưng lại không dám cử động, nhìn về lão giả giống như gặp đại địch. Ngay sau đó, lão giả lại làm một hành động khiến cho Hàn Lập ngạc nhiên vạn phần. Lão vung tay ném đi, đúng là ném trả lại cho Hàn Lập bình nhỏ màu xanh thẫm. Hàn Lập không rõ ràng cho lắm, vô thức lấy tay đón lấy bình nhỏ, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía lão giả. Thần sắc lão giả như thường, chậm rãi nói, về sau, trường thiên bình này sẽ ngày càng trở nên phỏng tay, năm xưa có được lại mất chưa chắc là họa, hôm nay mất rồi lại được cũng chưa hẳn là phúc, cửu nguyên quan chúng ta không nhận nổi bảo bối này, người muốn giữ thì cứ giữ đi. Hàn Lập nghe vậy, khuôn mặt hiện ra vẻ cổ quái, nhưng hắn không mảy may do dự, trực tiếp đeo trường thiên bình lên cổ một lần nữa, cẩn thận giấu vào trong vạt áo. Hàn lập bị lão giả làm cho lơ mơ, trong lòng chứa đầy một bụng nghi hoặc, lại không cách nào mở miệng hỏi thăm, nhẫn nhịn cả nửa ngày mới nói một câu, nghe những lời này của tiền bối, chắc là không có ý định giết vãn bối rồi. Lão giả khẽ nhìn Hàn lập, nói rằng, hôm nay người có thể bình an rời khỏi cửu nguyên quan, thậm chí sắp tới. Cũng sẽ không có tu sĩ cửu nguyên quan tiến hành truy kích và tiêu diệt ngươi Thế nhưng sau này, người giống như dư Nhiệt luân hồi điện là người nổi danh trên chu tiên bảng thiên đình nếu lại đặt chân lên kim nguyên tiên vực chính là đến chỗ chết hàn lập nghe vậy sau một chút do dự vẫn hỏi tiếp vãn bối biết giờ phút này không nên lắm chuyện nhưng vẫn hy vọng tiền bối nói cho biết vì sao như vậy khuôn mặt lão giả hiện lên vẻ hồi tưởng trần chờ rất lâu rồi mới mở miệng có một số việc trong cõi tăm tối đã định trước nhân quả cho dù cách xa nhau luân hồi đại đạo vẫn không thể nào thay đổi nếu thiên đạo luân chuyển đưa người tới trước mặt ta chính là muốn ta trả lại ân tình còn thiếu, chấm dứt nhân quả này. Hàn lập nghe lão giả giải thích nhân cội xong, trong lòng càng thêm hồ đồ, mặt mũi đầy nghi vấn, mở miệng hỏi. Tiền bối nói là, người từng thiếu vãn bối một phần ân tình. Đối với vị lão tổ cửu nguyên quan trước mặt này, Hàn lập tin chắc mình chưa từng gặp qua trước đây, cảnh giới lại tranh lệch với nhau một trời một vực, mình sao có thể bố thí ân tình cho lão. Lão giả giống như chút bỏ được gánh nặng, nói ra cảnh giới hiện tại của ngươi còn chưa đủ, Cùng lắm chỉ có thể nhìn thấy quý tích của đời này, về phần vướng mắc nhân quả trong luân hồi, dù nói cho ngươi nghe, trong thời gian ngắn ngươi cũng không thể lý giải. Tóm lại sau phần nhân quả này, tiên liên hệ giữa ngươi và ta trong cõi tâm tối kia, đã có thể hoàn toàn cắt đứt. Nghe lời nói này, lòng hàn lập hơi động, hỏi tiền bối nói là, trong quá trình luân hồi, từng có người có ân với tiền bối, sau đó thần hồn vị tiền bối này luân hồi, biến thành vãn bối hiện tại. Đây thật ra là ân kiếp trước, báo ứng kiếp này sao? Lão giả nghe vậy, thần sắc cổ quái nhìn Hàn Lập, hình như hơi bất ngờ. Thế nhưng rốt cuộc có phải như vậy hay không, lão giả cũng không đưa ra đáp án, mà đổi chủ đề nói, "Thả phệ Kim Tiên kia ra đi, ta có lời muốn nói với nó." Lão giả vừa dứt lời, Hàn Lập liền phát hiện liên hệ giữa mình và Kim Đồng, vậy mà lại xuất hiện trở lại. Sau một thoáng do dự, hắn vẫn làm theo lão giả phân phó. Dù sao nếu đối phương nói sẽ không làm tổn thương mình, thì quá nửa cũng sẽ không làm tổn thương Kim Đồng chỉ bằng tạm thời xem đối phương muốn làm gì. Một vệt kim quang sáng lên, một thiếu nữ tóc vàng dáng người yểu điệu lập tức xuất hiện bên cạnh Hàn Lập. "Đại Thúc, đã xảy ra chuyện gì?" "A, à, ông lão, sao lại là lão?" Nàng vừa mới xuất hiện, liền thấy lão giả đứng đối diện, ánh mắt tỏ vẻ bất ngờ, kêu lên. Lão giả kia hình như cũng có chút ngoài ý muốn, mỉm cười nói, chỉ trước mắt không thấy, sao đã lớn nhanh như vậy? Kim Đồng nhìn Hàn Lập, vừa cười vừa nói, "Đại Thúc, đây chính là người ta nói với Thúc." lão ấy đối với ta cũng không tệ lắm. Hàn lập sợ Kim Đồng không giữ mồm giữ miệng, gây rắc rối gì, vội vàng nhắc nhở Kim Đồng, không được vô lễ, tiền bối là lão tổ cửu nguyên quan. Đối với việc này lão giả cũng không để ý, mở miệng nói Kim Đồng, ta và ngươi có chút hợp ý, định đặc biệt thu nhận ngươi làm môn hạ, làm một quan môn đệ tử, ngươi có bằng lòng ở lại cửu nguyên quan không? Nghe lời này, thần sắc Hàn lập lại biến đổi lần nữa, hắn có một chút suy đoán đối với thân phận lão giả, rõ ràng lão giả nói muốn đặc biệt thu nhận kim đồng làm quan môn đệ tử rốt cuộc ý nghĩa thế nào đây khi hắn vừa định truyền âm nhắc nhở kim đồng liền nghe thấy nàng hoàn toàn bất mãn không được bản tiên nữ thật vất vả mới trốn thoát khỏi chỗ quỷ cốc rách nát kia cũng không dự định ở lại cái chỗ rách nát ấy thân xác lão giả không đổi hỏi lần nữa lần này không giống trước không phải biến thành tù nhân mà là muốn ngươi làm quan môn đệ tử của ta bối phận giống như thuần quân ý của ngươi thế nào hàn lập nghe những lời ấy trong lòng càng thêm vững tin phỏng đoán lúc trước ánh mắt do dự nhìn kim đồng kim đồng không chút do dự cự tuyệt thẳng vậy cũng không ở mặc dù bản tiên nữ nhìn lão cũng thuận mắt cũng nói chuyện với lão rất là hợp ý đáng tiếc ta đã có chủ nhân không có ý định lăn lộn theo người khác nếu đã vậy cũng không bắt buộc nhẫn vàng này tặng cho ngươi xem như quả chia tay lão giả nói xong xoay cổ tay lấy ra một cái nhẫn vàng nhỏ bằng quả nhãn ném cho kim đồng Kim Đồng thoải mái đón lấy, nhếch miệng cười nói, đa tạ, lão thật là một người tốt, vậy ta cũng không khách khí. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng không biết nói gì, dám nói như thế với người đường đường là lão tổ cửu nguyên quan, có lẽ toàn bộ chân tiên giới ngoại trừ Kim Đồng, không còn ai khác, nếu vị sơn chủ bách tạo sơn dưới suối vàng biết, sợ rằng tức giận mà thổ huyết. Lão giả cười ha ha, lại nhìn thoáng qua Hàn Lập, tiện tay vung lên, được rồi, các người có thể đi. Một vòng trong kim loại bắn ra, rơi xuống mặt đất, tỏa ra ngân quang chói mắt. Hào quang qua đi, những gợn sóng không gian từ đó chuyển ra, vòng tròn xuất hiện một quang môn màu bạc. Bên ngoài quang môn màu bạc rõ ràng là một vùng hải vực xanh thẳng. Đi thôi, Hàn Lập gọi Kim Đồng một tiếng, liền đi tới quang môn màu bạc. Khi sắp đến cửa ra vào, trong lòng Hàn Lập tựa như bị điện giật, bỗng nhiên run lên, hắn chợt nhớ tới một chuyện cố tử rất xưa, nhịn không được quay đầu lại hỏi, vãn bối cả gan hỏi một câu, húy danh tiền bối là gì? Nghe câu này, lão giả do dự hồi lâu rồi mới lên tiếng tên của ta ư. Đã rất nhiều năm không có người gọi, gọi là Lý Nguyên Cứu. Hàn Lập nghe vậy, như bị xét đánh, cơ thể lập tức cứng ngay tại chỗ. Nhưng chỉ chớp mắt sau, lão giả đã vung tay áo lên, hóa thành một cơn gió, đưa hắn và Kim Đồng cùng nhau qua quang môn. Chờ đến khi Hàn Lập kịp phản ứng, cả người đã ở vùng hải vực xanh thẳm kia, sau lưng nghe thấy âm thanh cảnh cáo của lão giả truyền tới. Nhanh chóng rời đi, Ngày sau không được quay lại địa giới cửu nguyên quan nửa bước, tự thu xếp cho tốt. Lời vừa dứt, quang môn màu bạc kia liền co lại, biến mất giữa hư không. Đại thúc, làm sao bây giờ, chúng ta đi hướng nào? Kim Đồng nhìn quanh bốn phía hỏi, đợi mãi nhưng không thấy Hàn Lập trả lời, nàng quay đầu nhìn Hàn Lập, lại phát hiện Hàn Lập vẫn mang bộ dáng kinh động mất hồn, dường như hoàn toàn không nghe nàng nói. Trên thực tế, giờ phút này trong đầu Hàn Lập chỉ có ba chữ lý nguyên cứu. Hắn vẫn nhớ Năm đó khi thần hồn phát sinh ngoài ý muốn xuyên không, đã từng nhập vào trong cơ thể một lão đạo tên là Lăng Vân Tử, mà đệ tử lão đạo kia tên gọi đúng là Lý Nguyên Cứu. Hàn Lập còn nhớ rõ, lúc đó chính mình còn truyền thụ cho gã hai bộ công pháp Phạm Thánh chân Ma Công và Thác Thiên Ma Công chắc hẳn ân tình nhân quả Lý Nguyên Cứu nói tới, chính là cái này. Nhưng hắn suy nghĩ lại cảm thấy rất khó có khả năng vậy, với tu vi Lý Nguyên Cứu lúc truyền công, về cơ bản không thể phát hiện chuyện thần hồn xuyên không, bây giờ làm thế nào có thể nhận ra mình. Lúc này, Hàn Lập bỗng nhớ lại, trong giọng nói Lý Nguyên Cứu hình như còn nhắc đến hai chữ. Chấm, Luân Hồi, chương 1259, Đồ Giỏm, liên quan tới Luân Hồi Chi Đạo, nếu có thể sánh cùng thời gian, không gian, được xưng là tam đại trí tôn pháp tắc, chính là một giới bản nguyên nhất, cũng là thần bí nhất. Có thể nói, ba ngàn đại đạo trên đời cùng thiên địa vạn vật, đều tồn tại dựa vào tam đại trí tôn pháp tắc, có ngàn vạn lần quan hệ với nhau. Luân Hồi, từ xưa chính là chuyện mịt mờ khó hiểu, ở trong càng liên quan đến luân hồi chuyển thế cùng linh hồn chuyển sinh. Bất quá người tu tiên theo đuổi chính là đại đạo trường sinh, tự nhiên kỳ vọng có thể thoát ly luân hồi. Nhưng đông đảo chúng sinh không thể chân chính tu tiên trường sinh, tự nhiên khó tránh khỏi sau khi chết rơi vào luân hồi. Về phần sau khi vào luân hồi, rốt cuộc trải qua chuyện gì, tựa hồ không ai biết rõ chân chính. Đối với chuyện này, trong lòng Hàn Lập suy đoán, có lẽ là năm đó hắn gieo xuống hai bộ công pháp trong thức hải lý nguyên cứu lưu lại khí tức thần hồn của mình hoặc là cái gì khác, bây giờ bị Lý Nguyên cứu phát giác ra, hiểu lầm hắn là thần hồn vị lăng vân từ kia chuyển thế. Bây giờ Lý Nguyên cứu là tôn sư đạo tổ cao quý, ngay cả thiên đình cũng phải nhún nhường ba phần, nhưng trong lòng khó tránh khỏi mang theo vài phần tình cảm đối với vị ân sư thụ nghiệp năm đó, cho nên hôm nay mới có câu chuyện nhân quả này. Chính mình hôm nay gặp đại nạn không chết, cái này cũng xem như từ nơi sâu xa đã có định số. Này này, đại thúc, người làm gì ngẩn ra vậy, tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Kim Đồng kéo cánh tay Hàn Lập một cái, lung lay hỏi. Hàn Lập bị nàng nhiễu loạn, lúc này mới tỉnh lại, ngưng thần đánh giá bốn phía, lại chỉ thấy biển rộng mênh mông. Ngay sau đó, hắn lấy ra miếng ngọc giản địa đồ ghi lại cửu nguyên quan mà Lam Nhan đưa cho hắn, dán lên mi tâm cẩn thận tra xét. Xem ra, chúng ta đã không còn ở địa giới cửu nguyên quan, bất quá để an toàn, chúng ta vẫn nên mau rời khỏi đại kim nguyên tiên vực thì tốt hơn. Sau một lát, Hàn Lập mới lên tiếng. Nói xong, hắn liền tìm một phương hướng, mang theo kim đồng nhanh chóng bay đi. Thời gian nhoáng một cái, đã qua mấy tháng, trong một mảnh không gian cổ quái tối tăm mờ mịt, một nữ tử Mỹ mạo mặc váy dài màu xanh, thân hình đang treo trên bầu trời, bay dọc theo một dòng sông đỏ sậm, hướng về đầu nguồn. Nàng này không phải ai khác, chính là giao tam từ trong cửu nguyên quan đại loạn chạy ra. Đây là lần thứ nhất nàng lấy nhục thân tiến vào vùng không gian cổ quái này, trên thân thời thời khắc khắc bị một loại thiên địa đại đạo cổ quái áp chế, chỉ dám toàn lực vận chuyển luân hồi pháp tắc chi lực, bay trên không dọc theo dòng sông đỏ sậm. Mà gần con sông chảy xuôi này còn có năm dòng sông khác, mỗi một dòng sông có cảnh tượng và màu sắc khác nhau, thủy tính khí thế cũng mỗi dòng mỗi vẻ. Giao Tam cũng không dám nhìn nhiều, lại càng không dám làm những chuyện vượt khuôn phép. Một mực bay đi mấy trăm dặm, ngay cả bản thân Giao Tam cũng không biết đã bay bao lâu rồi, rốt cuộc nàng từ xa thấy được cầu đá vòm thủy tinh đứng lặng tại đầu nguồn sáu dòng sông kia. Khác với lần trước truyền tống thần hồn tiến vào nơi đây chính là, trên bãi sông dưới cây cầu đá vòm kia, nữ tử áo đen lại không có ở đó, chỉ còn lại vị luân hồi điện chủ đầu đội mũ rộng vành to lớn kia, người khoác áo tơi nặng nề, đang xếp bằng ở trên cầu đá vòm kia. Hôm nay gã vẫn như cũ bảo trì tư thế nhìn thấy lần trước, lưng còng, trong tay còn nắm cây gậy trúc màu xanh sinh ra lấm tấm điểm trắng, đầu gậy lơ lửng một sơi tinh ti dài màu đỏ sậm, rơi vào trong mặt nước, nhàn nhã thả câu. Tham kiến điện chủ Giao Tam đi đến cầu đá vòm, đáp xuống, không người thi lễ với bóng lưng kia. Lần thứ nhất dùng nhục thân tới đây, có thể kiên trì đến bây giờ mà mặt không đổi sắc, tu vi tâm cảnh của ngươi hẳn là lại tiến thêm một bước. Chỉ là trên trán có chút ấn ký ảm đạm, hẳn là bị thụ thương, vì sao không đợi khỏi bệnh hãng đến. Luân hồi điện chủ vẫn như cũ duy trì tư thế thả câu, căn bản không quay đầu lại, mở miệng nói. Hồi bẩm điện chủ, chỉ là một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Giao Tam nghe vậy, mở miệng nói ra tích nất thành núi phòng vũ hưng yên là thành thế chi đồ ngàn dặm con đê bại tại tổ kiến là bại thế chi đạo thủ đoạn cửu nguyên quan chớ có khinh thị điểm ám thương ấy cũng không đơn giản như vậy luân hồi điện chủ vẫn không quay đầu nói ra vừa dứt lời tay gã nhấc cần câu lên sợi dây dài đỏ sậm buông xuống dòng sông lập tức bắn lên phát ra đùng một tiếng vang nhỏ điểm cuối sợi dây thình lình treo một con tinh ngư màu đỏ sậm thân thể uốn éo giữa không trung giống như Lý Ngư đã đính vẫy đuôi, bay thẳng tới nghi tâm giao tam. Thân hình giao tam hơi lảo đảo, dường như muốn tránh né, nhưng rất nhanh lại ổn định, mặc cho con tinh ngư kia lóe lên quang mang, bay vào trên trán của nàng chui một phát vào, biến mất không thấy. Ngay sau đó, một vầng sáng màu đỏ từ chỗ nghi tâm nàng sáng lên, nhộn nhạo. Cả gương mặt xinh đẹp giao tam lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng, bên trong còn mơ hồ nhìn thấy, từng tia từng sợi tinh ti màu đỏ lóe lên ánh sáng, du tẩu không ngừng dưới làn da sau mười mấy hơi thở tầng hồng quang kia dần dần biến mất dị tượng trên mặt nàng rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa đa tạ điện chủ vừa mới khôi phục bình thường giao tam lập tức khom người hạ bái mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng nói cùng lúc đó đoàn ấn ký ảm đạm nơi hai đầu lông mày nàng đã hoàn toàn biến mất tất cả thương thế trên người nàng bị quét sạch sành xanh ngay cả mười mấy tiên khiếu trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi vừa rồi đều đã xuyên suốt nói một chút sự tình làm thế nào lúc này luân hồi điện chủ mới hỏi đồ vật đã lấy được giao tam lời ít mà ý nhiều trả lời nàng biết điện chủ quan tâm chỉ có điểm này về phần trong hành động có hao tổn bao nhiêu gã sẽ không để ý nói xong cổ tay giao tam chuyển một cái trong lòng bàn tay tỏa ra một trận ánh sáng lung linh bình nhỏ năm màu kia lập tức hiển hiện ra trên thân bình truyền ra trận trận ba động linh lực mãnh liệt luân hồi điện chủ cảm nhận được sau lưng chuyển đến ba động lúc này cổ tay chuyển một cái thu hồi cần câu đứng lên làm cho người ngạc nhiên chính là thân hình gã vốn hơi còng xuống vậy mà sau khi đứng lên lộ ra thân hình cao lớn vĩ ngạn chẳng qua khi gã xoay người ra sau chiếc mũ rộng vành rộng lớn kia vẫn như cũ che khuôn mặt của gã khiến cho người không thể thấy rõ chỉ thấy tay gã hời hợt vẫy một cái bảo bình năm màu kia liền từ trên tay giao tam thoát ly bay vào trong tay gã giao tam đứng trang nghiêm một bên chờ chỉ thị của luân hồi điện chủ ha ha luân hồi điện chủ cẩn thận tra xét một lát lập tức cao giọng phá lên cười. Điện chủ, ngài cớ gì bật cười vậy? Giao tam có chút không rõ cho lắm, hỏi. Không hổ là tổ sư khai sơn cửu nguyên quan, các người rốt cuộc đã bị lý nguyên cứu lừa rồi. Luân hồi điện chủ tiện tay ném ngũ sắc bảo bình về phía giao tam, chậm rãi nói. Điện chủ nói là, chúng ta lấy được đồ, chấm, giao tam tiếp nhận bảo bình, thần sắc khó coi, nghi ngờ hỏi. Chẳng qua là kiện đồ giỏm thay thế mà thôi, luân hồi điện chủ nói như thế. Điện chủ, thuộc hạ đáng chết. Giao Tam nghe vậy, thần sắc đột biến, vội quỳ xuống xin lỗi. Đứng lên đi, chuyện này cũng không thể trách các ngươi. Dù sao trước khi đi, ta cũng không nói cho các ngươi biết muốn tìm cái gì. Ngũ sắc bảo bình này mô phỏng từ trường thiên bình, bất luận là dùng tài liệu hay là thủ pháp luyện chế đều thuộc hạng nhất lưu, đã có thể so với nhị phẩm tiên khí, các ngươi bị mê hoặc cũng có thể thông cảm được. Luân hồi điện chủ nói, xin điện chủ lại cho chúng ta một cơ hội, lần này thuộc hạ nhất định mang đồ vật chân chính trở về. Giao Tam không đứng dậy, vẫn quỳ ôm quyền nói, lần này làm ẩm ý động tĩnh lớn như vậy, tiếp theo đừng nói cửu nguyên quan, coi như toàn bộ kim nguyên tiên vực cũng sẽ triệt để bảo vệ cẩn mật, các ngươi không còn cơ hội xâm nhập nữa. Huống hồ, lần này nếu Lý Nguyên cứu tự mình lộ diện, các ngươi còn có thể hoàn hảo trở về, bản thân hắn đã tỏ rõ thái độ, chúng ta cũng không thể làm như không thấy. Luân hồi điện chủ quay lưng lại, trầm ngâm nói, điện chủ nói là, lần này chúng ta có thể thuận lợi trốn đi, là Lý Nguyên Cứu cố ý thả. Lấy quan hệ giữa cửu nguyên quan và thiên đình, vì sao hắn làm như thế? Giao Tam có chút kinh ngạc, hỏi, ta đoán có hai nguyên nhân, thứ nhất là hy vọng chúng ta biết, cửu nguyên quan hắn không nguyện đối đầu sống chết với chúng ta. Thứ hai là, hắn hy vọng có thể mượn cơ hội lần này, chứng minh bản thân hắn trong sạch. Luân hồi điện chủ nói, thiên đình lần này chịu làm theo lời đề nghị của Góc Nguyên, để gã và phượng thiên tiên sứ cùng tiến về cửu nguyên quan vốn là muốn mượn cơ hội điều tra một chút rốt cuộc lý nguyên cứu tạo ra vật gì kết quả phượng thiên tiên sứ bị chúng ta giết chết đồ vật cũng bị chúng ta cướp đi trước mặt bao người lần này thiên đình ngược lại hoàn toàn chính xác sẽ không hoài nghi bọn hắn giao tam nghe vậy lập tức nghĩ thông suốt bí ẩn trong đó lý nguyên cứu ngược lại rất biết che giấu năm đó trưởng thiên bình là bảo vật mà bao nhiêu thế lực đỉnh dai đỏ mắt kết quả bị bọn hắn đạt được lại để mất một mực tìm kiếm nhiều năm bây giờ bọn hắn mô phỏng ra một kiện ngũ sắc bảo bình như thế nhìn cũng thực sự hợp tình hợp lý đáng tiếc vị thiên đình kia cũng không phải dễ bị gạt như vậy luân hồi điện chủ cười cười nói thuộc hạ cả gan xin hỏi điện chủ cử nguyên quan kia rốt cuộc tạo ra thứ gì lại để thiên đình phải cẩn thận như vậy giao tam do dự mãi mở miệng hỏi luân hồi điện chủ nghe vậy chỉ cười lắc đầu không nói gì giao tam thấy vậy cũng không nói tiếp, chỉ lặng lặng đứng đợi. Sau này, chúng ta đoạt được vật gì, nửa điểm tin tức cũng không được để lộ ra, hết thảy hoạt động ở kim nguyên tiên vực đều dừng lại, tiên vực lân cận thì gây ra động tĩnh lớn một chút. Nửa ngày sau, luân hồi điện chủ mới mở miệng nói ra. Giao tam nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Mặc kệ cửu nguyên quan tạo ra thứ gì, chỉ cần không có tin tức xác thực truyền đi, thiên đình bên kia cũng chỉ có thể chống rỗng suy đoán, bọn hắn càng ngờ vực vô căn cứ, hiểm khích với cửu nguyên quan lại càng lớn. Luân hồi điện chủ tiếp tục nói, thuộc hạ tuân mệnh, giao tam bừng tỉnh đại ngộ, cao giọng đáp, ngươi nhớ kỹ, hạt giống của sự nghi ngờ chỉ cần gieo, sẽ mọc dễ nảy mầm, càng dài càng tốt, đối với chúng ta lại là chuyện tốt. Thời gian còn lại không nhiều lắm, chúng ta còn có chuyện cần làm. Ánh mắt luân hồi điện chủ trông về sáu đầu dòng sông phía xa, chậm rãi nói. Trường 1260, Đề Hồ Sơn, Sở Dư Tiên Vực tiếp giáp với Kim Nguyên Tiên Vực, là một tiên vực nhỏ bé, diện tích không bằng một nửa Bắc Hàn tiên vực, nhưng bởi vì vị trí đặc thù, nhờ ảnh hưởng của đại kim nguyên tiên vực, nên cũng lộ ra chút phồn vinh cường thịnh. Dù vậy, diện tích tiên vực vẫn quyết định số lượng sản vật nhiều hay ít, tuy sở dư tiên vực thường xuyên buôn bán với các tiên vực khác, nhưng cũng không thể xuất hiện những tông môn tu tiên lớn, chỉ có một sơn môn và một sơn cung có thực lực cường đại nhất. Sơn cung này chính là sở dư tiên cung, còn về sơn môn thì có đề hồ sơn, là thế lực tu tiên lớn nhất trên toàn bộ sở dư tiên vực. Nói đến đề hồ sơn, đó cũng là một tông môn khá lớn, so với trúc long đạo lúc cường thịnh thì chỉ mạnh hơn chứ không kém, ngoại trừ lão tổ và trưởng môn có tu vi thái ất, còn lại phần lớn đều là tu sĩ kim tiên. Môn phái này không giỏi về các môn tiên thuật, cũng không có sở trường về luyện đan luyện khí, chỉ hứng thú với việc trưng cất các loại tiên tử. Đa số những loại tiên tử do họ luyện chế, cơ tác dụng rất lớn với việc ổn dưỡng thần hồn và bồi dưỡng khí lực một vài loại tiên tử đặc thù còn có hiệu quả giúp tu sĩ ứng phó với thiên nhân ngũ suy, cho nên được rất nhiều tu sĩ tiên giới săn tìm. Bất quá nếu chỉ như vậy, những tiên tử này nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến cho những tu sĩ từ thái ất cảnh trở xuống cảm thấy hứng thú, nhưng trên thực tế có rất nhiều vị thái ất, thậm chí cả tu sĩ đại la cảnh cũng cực kỳ yêu thích tiên tử của đề hồ sơn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trình độ ủ rượu của đề hồ sơn đã đạt tới đỉnh cao. Vị trí tông môn của đề hồ sơn cũng cực kỳ đặc sắc, trong đó có một ngọn núi chính tên là Ngọc Hồ Phong, bề ngoài nhìn giống như một tòa thanh ngọc bảo bình, tương truyền phía dưới đáy ngọn núi này có một hầm rượu, cất giữ các loại tiên tử ngon nhất từ trước tới nay. Hầm rượu này là một động quật tự nhiên trong lòng đất, khi vừa sử dụng đã được tông môn coi là cấm địa, chỉ có trưởng môn, tổ sư và vài vị hạch tâm trưởng lão mới được đi vào, còn lại không ai được phép tới đó. Nhưng sâu trong hầm rượu, chẳng biết lúc nào đã bị người lặng yên không một tiếng động mở ra một tòa động phủ, Bốn phía còn bày ra tầng tầng lớp lớp pháp trận dày đặc, che đậy toàn bộ dị tượng ở nơi này. Hiện tại, trong một căn phòng ở vách bên của động phủ, có một thanh niên đang ngồi khoanh chân trên giường đá, trên mặt đeo mặt nạ màu đen, hai tay bắt pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm. Nhưng mà hắn lẩm bẩm không phải là công pháp khẩu quyết gì, mà giọng điệu thuần túy chỉ là một chút nghi ngờ và phàn nàn. Sau một lát, dường như hắn có chút thất vọng, thở dài một tiếng, dừng pháp quyết lại, cũng gỡ mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt bình thường chính là Hàn Lập. Lúc này, Tiểu Bạch đang chăm chú chờ ở một bên, vội vàng lên tiếng hỏi. Chủ nhân, thế nào rồi? Có liên lạc được không? Vẫn chưa, cũng không biết giao tam đã xảy ra chuyện gì, trong mấy tháng nay ta đã thử liên hệ với nàng nhưng Thủy Trung không có phản hồi. Hàn Lập lắc đầu nói ra, chẳng lẽ không chạy thoát được, bị cửu nguyên quan bắt giữ? Tiểu Bạch gãi gãi đầu, hỏi. Hàn Lập chỉ lắc đầu, không nói gì, lúc ấy hắn tận mắt thấy đám người giao tam trốn đi, Lý Nguyên Cứu cũng không hề ngăn lại, vì vậy nhất định sẽ không bị bắt giữ. Mà ý đồ của hắn khi liên lạc với Giao Tam, tự nhiên là muốn thăm dò tin tức của Nam Cung Uyển, nhưng trước mắt không biết tại sao, lại không thể liên lạc được với Giao Tam. Đúng rồi, Kim Đồng đâu, lại chạy đi nơi nào rồi? Hàn Lập nhìn xung quanh, lông mày bỗng nhiên nhăn lại, hỏi. Lão đại không chịu ngồi yên, chắc lại đi trộm rượu uống rồi, nhưng mà phải công nhận, rượu ở đây khiến người ta thèm nhỏ rãi. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua bên ngoài phòng, vừa nói, miệng vừa chảy nước miếng. Hàn Lập nghe vậy, bóp chán, cảm thấy đau đầu, lại có chút bất đắc dĩ. Đề hồ sơn bản lãnh khác không nói, nhưng riêng chuyện cất rượu thì ngay cả hô ngôn đạo nhân cũng không sánh kịp. Bọn họ không chỉ lấy các loại tiên linh quả làm nguyên liệu, ủ ra các loại rượu ngon, mà còn luyện chế ra một loại tiên tử tên là Vũ nghị Nương chuyên dành cho các nữ tu sĩ. Mùi vị rượu Vũ Mị Nương này cũng không đậm đặc như các loại rượu khác, nhưng màu sắc trong trẻo, vào miệng lại ngọt ngào, khi uống làm cho người ta hơi chóng mặt, tiến vào một trạng thái nửa say nửa ngủ, cho nên đặc biệt được các nữ tu sĩ yêu thích. Sau khi Kim Đồng tới đây, không bao lâu liền phát hiện loại rượu này, uống thử một lần rồi nghiện luôn. Trong khi hai người đang nói chuyện, một bóng người lảo đảo từ bên ngoài đi vào, trong tay nàng còn mang theo một hũ rượu màu đen to hơn đầu người, hương rượu quyện với hương trái cây tỏa ra mùi thơm nức. "Đại Thúc, ta đã về." Mặt Kim Đồng đỏ ửng, ôm vào rượu đặt mông ngồi cạnh hắn không phải ta đã nói, không được đi trộm rượu uống sao. Sắc mặt hàn lập nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trách mắng. bổn tiên nữ không ăn trộm, những hũ vũ mị nương này hiện tại là của ta, không tin ngươi xem, vò rượu này đã khắc tên của ta rồi. Kim đồng vừa cãi, vừa đem vò rượu tới trước mặt hàn lập. Hàn lập liếc mắt thấy phía trên viết hai chữ cầu thả siêu vẹo. Việc này còn không phải là quấy rối sao, nếu bị người của đề hồ sơn phát hiện, hành tung của chúng ta sẽ bị bại lộ sắc mặt Hàn Lập nghiêm túc, tức giận nói. Bị Hàn Lập gian dậy như vậy, Kim Đồng lập tức giật mình, mùi rượu trên người lập tức biến mất. Bại lộ thì bại lô, cả ngày phải trốn ở đây, chán muốn chết. Nàng chu miệng, hơi tức giận nói. Hàn Lập thấy thế, thân sắc giãn ra một chút, thở dài, nói. Ta biết rõ người không muốn đợi ở chỗ này, nhưng lúc trước người cũng thấy, người của Luân Hồi Điện sau khi gây náo loại đại kim nguyên tiên vực, ở đó hiện tại rất bình yên, nhưng những tiên vực nhỏ xung quanh thì ngược lại, tất cả đều bùng nổ. chúng ta vừa tới sở dư tiên vực, tiên sứ giám sát của thiên đình lập tức theo sau. bây giờ nếu chúng ta không trốn ở đây, một khi đi ra ngoài bị phát hiện, có chắp cánh cũng khó chạy thoát. hư, muốn bổn tiên nữ nhẫn nại đợi ở đây, cũng đừng quản lý việc ta uống rượu. kim đồng hừ lạnh một tiếng, hờn dỗi nói. hàn lập thấy thế, thở dài, vừa định nói chuyện, thần sắc bỗng nhiên mãnh liệt biến đổi. tiếp theo trong nháy mắt, một cột sáng màu trắng phá tan mái vòm phía trên động phủ. Sau đó xuyên thẳng xuống. Ầm ầm ầm, toàn bộ Ngọc Hồ Phong Dung mạnh không ngừng, chân núi phía đông sụp đổ xuống tạo thành một hố to ngàn trượng, cột sáng từ trên trời vừa vặn lấp đầy cái hố khổng lồ này. Xung quanh cột sáng màu trắng, năm bóng người đang lơ lửng trong không trung, trong đó có một người, da tím xanh, vẻ mặt nghiêm túc, lông mày rậm, làm cho người vừa nhìn đã sinh ra tâm lý kính sợ. Dáng người y cao lớn, mặc một bộ lân giác màu vàng, thoạt nhìn như viễn cổ chiến thần, uy phong lẫm liệt. Về phần tu vi Sâu không lường được, rõ ràng là một vị tu sĩ đại la hầu kỳ. Ngoài ra còn có hai người, một nam một nữ đứng cạnh y, trong đó nam tử thoạt nhìn như trên 80 tuổi, khuôn mặt nhăn nheo, nhưng đôi mắt lóe lên vòng sáng màu vàng. Còn nữ tử kia trẻ hơn rất nhiều, có điều dung mạo bình thường, thêm với vẻ mặt ngưng trọng, thoạt nhìn lại càng thấy xấu xí. Trang phục hai người đang mặc đều là phục sức của tiên sứ giám sát thiên đình, đứng cạnh người đàn ông mặc lân giáp, thần tình lộ ra vẻ cung kính đủ thấy người đàn ông kia có uy quyền rất lớn. Sau lưng ba người, còn có một lão giả mũi đỏ gầy còm và một nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng, khí tức kém ba người rất nhiều. Trong đó, vẻ mặt lão giả ngượng ngùng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cái hố to, trong lòng đau như cắt, mà nam tử trung niên kia vẻ mặt thản nhiên, không thèm nhìn một cái. Bọn họ một người là lão tổ của đề hồ sơn, một người là cung chủ của sở dư tiên cung, trong khu vực của mình vốn có thể một tay che trời, nhưng trước mặt ba người này, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mà sau lưng những người này vài trăm trượng, có vài ngàn người đang đứng, trong đó đa số là tu sĩ bản địa của Sở Dư Tiên Vực và đệ tử của Đề Hồ Sơn. Trên đầu của những người này, còn có mười mấy tên mặc phục sức tiên sứ tuần tra của thiên đình, tự mình bấm niệm pháp quyết, thúc giục một mặt kính tròn màu bạc ở giữa. Phía trên mặt kính, bắn ra luồng sáng trắng chói mắt, thẳng về phía chân núi Ngọc Hồ Phong. Nhạc thanh đại nhân, theo thuộc hạ thấy, kẻ đang trốn ở đề Hồ Sơn, khẳng định là chuột nhất không phải là lục xuyên phong hoặc thiên tinh tôn giả đại nhân không cần phải vất vả chạy tới nữ tiên sứ giám sát kia mở miệng nói với người đàn ông mặc lân giáp ánh mắt người đàn ông mặc lân giáp ngưng lại sát ý lóe lên cả giận nói tên lục xuyên phong này vậy mà che giấu thật kỹ giết hại phượng thiên tiên sứ làm tổn hại tới thể diện của thiên đình còn hại bổn tọa phải xuất quan sớm đảm đương vị trí cung chủ kim nguyên tiên cung chó ăn đá gà ăn sỏi này Mặc kệ nơi này có phải là nơi trốn chạy của bọn hắn hay không, chỉ cần là dư nhiệt của luân hồi điện, đều phải tiêu diệt hết. Người mặc lân giáp chính là Nhạc Thanh, là thần quan cai quản một bộ của thiên đình, chức vị và quyền lực kinh người. Lần này việc náo loạn ở đại kim nguyên tiên vực quá lớn, y mới bị thiên đình phái từ trung thổ tiên vực tới cai quản kim nguyên tiên cung. Đương nhiên, sở dĩ phái y đi, một mặt muốn nhanh chóng ổn định bạo loạn ở những tiên vực xung quanh, mặt khác cũng âm thầm theo dõi và ngăn cản cửu nguyên quan, khi bọn họ đang nói chuyện mặt kính tròn màu bạc bỗng hiện ra một vòng tròn phù văn cột sáng ở dưới bắt đầu co lại sau đó bay vụt từ mặt đất trở về kính tròn rất nhanh ba bóng người bị ánh sáng trắng trói buộc lôi từ dưới đất lên bên trong hào quang hàn lập cũng không dùng mặt nạ biến ảo dù sao có kim đồng và tiểu bạch bên cạnh thân phận của hắn cũng không thể nào che giấu được đám người thiên đình thấy rõ dung mạo của hàn lập đầu tiên là kinh ngạc sau đó lập tức vui mừng hàn lập lại là hắn một gã giám sát tiên sứ khác, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, nếp nhăn trên trán giãn ra không ít. Phá phong, vô hối, người này chính là Hàn Lập. Nhạc thanh nghe vậy, lông mày nhíu lại, dò hỏi. bẩm đại nhân, đúng là người này. Lúc trước xích mộng nhiều lần truyền tin, cố ý nhấn mạnh muốn phái nhiều binh lính tiêu diệt người này. Nữ giám sát tiên sứ tên Phá Phong, dành trả lời trước. chương 1261, lửa xém lông mày. Xem ra trực giác của bổn tọa không sai, nơi đây quả thật đáng giá để ta tự mình đến chuyến này nhạc thanh đánh giá hàn lập từ đầu tới chân sau đó lại đảo mắt qua nhìn kim đồng và tiểu bạch càng nhìn lại càng vui mừng người khác có thể nhận ra thân phận của kim đồng nhưng không thể nào biết được sự thật về thân thế của tiểu bạch rất nhanh sau đó nhạc thanh đã phát hiện ra được điểm bất thường có lẽ tiểu bạch mới chính là cá lớn trong mắt gã kính tròn màu bạc xuất ra ánh sáng trắng bên trong ẩn chứa mãnh liệt lực lượng không gian pháp tắc ba người hàn lập ở trong đó đều cảm giác cả người như bị núi đè trong lúc nhất thời không thể động đậy chút nào cảnh giới tu vi người kia cực cao ngoài dự đoán của ta chúng ta không thể nào địch lại y trong chốc lát ta sẽ nghĩ biện pháp đánh vỡ cấm chế kim đồng ngươi liền mang theo tiểu bạch tách ra trốn tên đại la hậu kỳ kia nhất định sẽ đuổi theo ta các ngươi nếu có cơ hội chạy lập tức đến man hoang giới vực chờ ta ở bát hoang sơn hàn lập nhìn xung quanh truyền âm cho kim đồng và tiểu bạch đại thúc ta muốn ở cùng ngươi cùng lắm chúng ta liều mạng với đám người này. Kim Đồng vội vàng đáp lại, lão đại, ta cũng muốn đi cùng các ngươi. Tiểu Bạch cũng nhanh nhẩu nói, lúc trước Bạch Trạch tiền bối đồng ý để ngươi đi theo ta với một điều kiện, đó là ta phải đảm bảo an toàn cho ngươi. Nếu ngươi gặp bất chắc gì, chẳng phải ta sẽ thành kẻ thất tín sao? Hàn Lập trầm giọng, truyền âm nói, thế nhưng, Tiểu Bạch còn muốn nói nữa, liền bị Hàn Lập cắt ngang, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi trốn đi, ta tự có biện pháp thoát thân. Dứt lời, hai mắt hàn lập khép lại đại ngũ hành nguyễn thế quyết trong cơ thể lập tức yên lặng vận chuyển nhưng mà khi hắn vừa điều động linh lực liền nghe vị cung chủ kim nguyên tiên cung mới nhạc thanh cười nhạo nói ha ha thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tiếp theo trong nháy mắt hào quang trên mặt kính tròn màu bạc rung lên tiếng sét ầm ầm nổ ra chỉ thấy vòng tròn phù văn trên kính đột nhiên biến đổi ở giữa hiện ra phù văn lôi điện ngay sau đó liền có mấy đạo lôi điện màu tím to như cánh tay bắn ra bổ về phía đám người Hàn Lập. Âm ầm, xung quanh lôi điện màu tím, vô số tia điện nhỏ bắn loạn xạ, hầu như lấp đầy phạm vi cột sáng, ba người Hàn Lập căn bản tránh không được. Đúng lúc này, kim đồng bỗng nhiên bay lên, hai tay chấn động, sau lưng lập tức sáng lên hai mảnh tinh quang mỏng như cánh ve, đó chính là đôi cánh do pháp tắc của kim đồng biến thành, đỡ trên đầu ba người. Đa số lôi điện bị đôi cánh mỏng như tờ giấy ngăn cản, phát ra ánh sáng vàng tím chói mắt, lôi điện còn sót lại đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì nữa. Nhưng không ai chú ý tới, Hàn Lập trong nháy mắt đã biến mất khỏi chỗ. Đợi đến lúc nhạc thanh phát hiện đầu tiên, Hàn Lập đã xuất hiện phía dưới kính tròn, tay đang nắm một thanh thanh trúc phong vân kiếm, điện quang lượn lở trên thân kiếm, chém về phía mặt kính. Hầu như đồng thời, phù văn trên mặt kính màu bạc lại biến đổi lần nữa, như đóa hoa màu lam nở rộ, từ trong đó truyền ra từng luồng pháp tắc thủy thuộc tính nồng đậm. Mũi kiếm của Hàn Lập chém vào mặt kính, tựa như đập vào một đại dương mênh mông, tuy rằng tạo ra sóng to gió lớn, nhưng cuối cùng vẫn bị cản lại. Bất quá, một kiếm này của hắn đã dùng toàn bộ 10 phần công lực, bên trong mặt kính sóng nước ngập trời, thân kính cũng rung mạnh không ngừng, phía trên truyền ra sóng xung kích cường đại bắn về phía 10 tên tiên sứ tuần tra. Tu vi 10 người bọn họ đa số là thái ất sơ kỳ, dưới lực trùng kích lớn như vậy, có chút lung lay, đứng không vững. Bất quá, lấy sức 10 người chống lại một người, ngoài ra còn có bảo kính trợ giúp, rốt cuộc vẫn chiếm không ít ưu thế cuối cùng ngăn cản được một kích như lôi đình này của hàn lập chỉ là không chờ bọn họ buông lỏng một luồng điện quang trói mắt màu vàng trên mũi kiếm của hàn lập nổ tung ra từng quang cầu lôi điện màu vàng uy lực còn cường đại hơn lôi điện màu tím vừa rồi không ngừng oanh kích trên mặt kính tròn màu bạc từng luồng lôi điện màu vàng như lốc cuốn từ thân kính bắn ra hóa thành những cây roi lôi điện quét ngang bốn phương tám hướng mười tên tiên sứ tuần tra không kịp né tránh nhao nhao bị lôi điện đánh trúng kêu gào thảm thiết ngã bay ra ngoài. Bảo kính màu bạc không có ai điều khiển, lập tức run lên, hào quang ảm đạm rơi xuống dưới. Hàn lập cũng bất chấp, không quan tâm bảo vật này, trong lòng hô to một tiếng, ngay lúc này, đi mau. Vừa dứt lời, hắn liền phóng lên trời, nhằm chỗ vòng trời cao nhất bay đi, kim đồng và tiểu bạch cũng đồng thời lóe lên độn quang bay về một hướng khác. Nhưng mà độn quang trên người bọn họ vừa mới sáng lên, trên bầu trời liền xuất hiện một bóng người, nâng chân dẫm mạnh xuống dưới chạy đi đâu, kèm theo tiếng quát lớn rung trời, nhạc thanh đã xuất hiện trên vòng trời phía trước, đôi giày dưới chân trùng trùng điệp điệp dẫm nát hư không. ầm ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ hư không kịch liệt rung động. Hàn lập cảm thấy một lực ép cực lớn từ trên trời giáng xuống, ép hắn không thể không rơi xuống phía dưới, khiến hắn phải quay trở lại Ngọc Hồ Phong. Cả ngọn núi Ngọc Hồ Phong cũng bị rung lắc, giống như đang động đất. Tu sĩ bản địa và đệ tử đề hồ sơn ở bốn phía xung quanh cũng bị lực trùng kích ảnh hưởng, nhao nhao ngã từ trên không xuống. Lão tổ đề hồ sơn sớm đã biết trước, nên đã cùng cung chủ sở dư tiên cung bay ra ngoài ngàn trượt, tuy có thể miễn cưỡng đứng vững, nhưng khi nhìn quanh bốn phía ngọc hồ phong, bụi mù bay lên, khóe mắt run rẩy, hiển nhiên lão đang đau xót trong lòng. Tòa đại điện trên đỉnh ngọc hồ phong đã hoàn toàn bị phá hủy, hàn lập đứng trên đống phế tích bụi mù, ngửa đầu nhìn lên trời. Chứng kiến Kim Đồng và Tiểu Bạch cũng đã bị hai gã giám sát tiên sứ ngăn cản, cả ba đúng là không ai có thể trốn thoát dù chỉ một người. Lúc này, nhạc thanh từ trên trời hạ xuống cách hàn lập không xa. Gã cũng không thi triển thần thông gì, chỉ có thân thể hạ xuống, đã khiến toàn bộ ngọc hồ phong run lên lần nữa. Một màn này lọt vào trong mắt hàn lập, khiến lòng hắn thắt lại. Khí lực huyền tu của ngươi cũng không tệ, nhạc thanh đánh giá cả người hàn lập, mở miệng nói. Tiền bối quá khen, hàn lập không kiêu ngạo không siểm nịnh nói. Không biết ngươi có thể tiếp tục chống cự bao lâu nữa. Nhạc thanh cười lạnh một tiếng, tiếp tục dẫm chân cả ngọn núi Ngọc Hồ phong ầm ầm chấn động, bụi bay mù mịt khắp nơi, khuếch tán ra bốn phía tạo thành một vùng linh vực minh mông màu vàng, bao phủ gần nửa đề hồ sơn vào trong. Hàn Lập ở trong đó, lập tức cảm thấy hư không bốn phía bị một tầng pháp tắc thổ thuộc tính nồng đậm bao trùm, bụi mù bốn phía rơi vào trên người hắn trong nháy mắt cũng trở nên nặng nề vô cùng, làm hai chân hắn lún xuống, trực tiếp phá tan gạch đá, cắm sâu vào trong lòng đất. Ai, thượng tiên đánh nhau, tai họa đời ta. Mà thôi, chúng ta đi. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, lão tổ Đề Hồ Sơn cảm thán một tiếng, trong lòng lão biết rõ cơ nghiệp của tổ tông lần này không giữ lại được, vội vàng dẫn theo đệ tử rút khỏi tông môn. Người của Sở Dư Tiên Cung cũng bám sát phía sau, rút khỏi khu vực Đề Hồ Sơn. Chốc lát sau, toàn bộ phạm vi Đề Hồ Sơn cũng chỉ còn lại ba người Hàn Lập và đám người Kim Nguyên Tiên Cung. Chỉ là bây giờ, 10 tên tiên sứ tuần tra cũng đã lui ra ngoài nhìn dặp, không tham dự chiến đấu nữa, hoàn toàn giao lại chiến trường cho Nhạc Thanh và hai vị tiên sứ giám sát. Ánh mắt Hàn Lập hơi trách đi, liếc nhìn chiến trường bên kia, phát hiện Kim Đồng đang chém giết cùng lão giả tên vô hối. Hai người đánh nhau trở về chỗ cũ, trong lúc nhất thời không phân thắng bại, còn Tiểu Bạch đánh với nàng kia, bộ dáng giống như đang cố hết sức. Tu vi của Tiểu Bạch hiện tại đã tăng lên một khoảng lớn, nhưng dù sao vẫn là thông qua kế thừa huyết mạch, kinh nghiệm thực chiến quá ít, 10 phần lực lượng cũng chỉ xuất ra được 6 phần, chịu nhiều thiệt thòi lớn. "Tiểu tử, đấu pháp cùng bổn tỏa còn dám phân tâm lo lắng cho người khác sao? Lúc này, một tiếng cười mỉa mai vang lên, trong lòng Hàn Lập biết không ổn, cả người sáng lên một vầng sáng màu vàng, hóa thành thời gian linh vực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Ngọc Hồ Phong. Nhưng không đợi thời gian linh vực của hắn có tác dụng, một bóng người nhanh như chớp vọt thẳng tới phía sau, trưởng mạnh vào bả vai của hắn. Hàn Lập cảm giác như có ngọn núi khổng lồ nện vào người, trong miệng rên lên một tiếng, xương cốt toàn thân như đậu vũ mềm nhũn, nhưng hai đầu gối vẫn kiên trì đứng thẳng, không quỳ ngã xuống. Chỉ là cả người lại lún sâu thêm, gần như hơn nửa người đã nằm trong lòng đất. Cùng lúc đó, mặt đất bỗng nhiên sáng lên màu vàng, cát bụi bay bốn phía, từ trong truyền ra lực hút kinh người, muốn kéo hắn lún xuống sâu hơn. Trong lòng Hàn Lập siết chặt, miệng quát một tiếng, thiên sát chấn ngục công trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, huyền khiếu trên người liên tục phát sáng, chiếu rọi xuyên qua cả mặt đất. Hai tay của hắn chấn động, lực lượng thân thể bùng phát, ầm ầm chấn động ánh sáng bao phủ mặt đất ầm ầm vỡ vụn cả người hàn lập thoát ra khỏi đất thanh trúc phong vân kiếm trong tay xoay lại chém về phía sau lưng nhạc thanh vô số điện mang màu vàng lóe ra tạo thành cái lưới điện bao phủ xuống nhạc thanh thấy thế khinh miệt cười cười cong một ngón tay hời hợt búng ra một luồng khí màu vàng phóng lên trời va chạm với lưới điện trực tiếp xé rách nó rồi sau đó y khẽ vẫy tay trong lòng bàn tay liền xuất hiện một thanh cự kiếm màu xanh trên thân kiếm khắc những hàng phù văn màu vàng rõ nét bên trong truyền ra kiếm khí hùng hậu như núi cao biển rộng. Chỉ thấy cổ tay y xoay lại, sau đó y vùng cánh tay lên, cự kiếm xẹt qua tạo thành một luồng hồ quang trong không trung, gào thét chém lên đầu Hàn Lập. Không biết tại sao, lúc thanh cự kiếm của Nhạc Thanh chém xuống, không gian bốn phía bỗng nhiên có những cô áp lực vô hình, như rời núi lấp biển khiến người khác hít thở không thông, gắt gao giam cầm Hàn Lập tại chỗ. Hàn Lập cảm giác không gian xung quanh siết chặt, cả người nặng tựa nghìn cân, căn bản không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Trong nháy mắt, hắn đổi tư thế, từ một tay cầm kiếm sang hai tay cầm kiếm, sau đó đưa kiếm qua đầu, đồng thời vận chuyển Thiên Sát chấn Ngục Công và Chân Linh Huyết Mạch đến cực hạn, thân hình lập tức bành trướng, nhưng chưa kịp chuyển thành hình dáng ma thần ba đầu sáu tay, thanh cự kiếm đã như thái sơn áp đỉnh chém xuống. Chương 1262, Liều mạng. âm một tiếng nổ mạnh, một luồng kiếm quang màu vàng nở rộ trên thân cự kiếm, hóa thành hai cỗ kiếm khí chớp nhoáng đánh thẳng về phía trước giữa trời cao vang lên tiếng xé gió ầm ầm những đám mây bị kiếm khí chém thành hai nửa rẽ ra hai bên để lại khe hở cả ngàn dặm trong không trung thoạt nhìn bầu trời như bị chém làm đôi cùng lúc đó một cỗ kiếm khí khác chém thẳng xuống ngọc hồ phong bổ đôi ngọn núi thành hai nửa ở giữa còn để lại khe hở sâu không thấy đáy hàn lập rơi vào chỗ sâu nhất của khe hở ngã nhào vào hầm rượu bên trong hang động tiên tử được đề hồ sơn cất giữ bao nhiêu vạn năm bỗng nhiên bị phá vỡ mùi rượu nồng nặc tỏa ra bốc lên từ trong lòng đất khiến cho toàn bộ ngọc hồ phông giống như một bình rượu bể hàn lập nằm trên một vò rượu vỡ cả người bị rượu thấm ướt hai tay chống trên mặt đất hắn gồng mình ngồi dậy trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ với thực lực hiện tại thực sự không thể nào chống lại nhạc thanh cho dù là chạy trốn chỉ sợ cũng là mơ tưởng mà thôi vừa rồi hắn thử thông qua tâm thần liên lạc với bình linh nhưng kết quả vẫn giống lúc trước không nhận được hồi âm đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến cảm giác áp bách mãnh liệt một vầng sáng vàng gần như che đầy toàn bộ vòng trời. Hàn lập ở dưới vực sâu, ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ có thể thấy vòng xoáy màu vàng đang xoay tròn trên trời cao, ở giữa mơ hồ có điện quang lập loè, thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ. Sau đó, tay hắn vung lên, 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm nhao nhao bay ra, xoay quanh người hắn. ầm ầm, một tiếng nổ vang trên cao, phảng phất như toàn bộ bầu trời bị đánh rách tả tơi. Vòng xoáy màu vàng trên không trung bỗng nhiên nứt ra khe hở, sau đó một cột sáng màu vàng từ trong bắn ra, oanh kích Hàn Lập ở phía dưới. Hàn Lập cắn chặt hàm răng, hai tay kết kiếm quyết, quanh người vang lên tiếng nổ tách tách, 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm như cận vệ vần quanh người hắn. Ngưng, nương theo tiếng quát của Hàn Lập, tất cả thanh trúc phong vân kiếm tỏa ra hào quang mãnh liệt, vô số tia điện màu vàng nổ ra ngưng kết thành một con dao long, bay thẳng về phía không trung. Hàn Lập ở bên trong dao long, kiếm khí bao quanh người, đụng thẳng vào cột sáng màu vàng. Ầm ầm, từng chuỗi tiếng nổ rung trời liên tiếp vang lên, cột sáng màu vàng bị dao long sông tới đánh cho tán loạn, hào quang không ngừng phai nhạt. Cả người Hàn Lập cũng bay lên cao, lao ra khỏi rãnh sâu dưới ngọn ngọc hồ phong, đứng trên bầu trời. Hắn ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên vòng xoáy màu vàng, nhà thanh đang chống cự kiếm, nhìn như thần linh. Y cúi đầu xuống nhìn Hàn Lập, trong mắt toát ra vẻ hứng hờ. Bên kia, Kim Đồng đã hiện ra bản thể bọ cánh cứng khổng lồ, bị vô hối dùng nhìn sợi tơ trên phất trần bao vây, xem ra trong chốc lát khó thoát thân được. Ngược lại, Tiểu Bạch không biết có phải đã dần thích ứng lực lượng huyết mạch hay không, càng đánh càng mạnh, há miệng nuốt hết phong nhận do một thanh tiên khí chém ra. Sau khi Tiểu Bạch xoay người một cái, lại phun phong nhận đã nuốt về phía người ra đòn. Hai người bọn họ tạm thời đều an toàn, duy chỉ có tình huống của Hàn Lập là nguy hiểm nhất. Nhạc thanh chính là tu sĩ Đại La Hậu Kỳ, đã trải qua hai lần trảm thi, với cảnh giới hiện tại của Hàn Lập, so với y vẫn chênh lệch quá xa. Ánh mắt Hàn Lập do dự một lát, trong lòng thầm than một tiếng, bây giờ dù có triệu hoán được bình linh tiến hành xuyên qua không gian và thời gian, hắn cũng không thể nào cứ như vậy bỏ mặc Kim Đồng và Tiểu Bạch được. Nếu như không thể trốn, tránh cũng không được, chỉ bằng liều mạng. Chỉ thấy ánh mắt hắn ngưng tụ, tiện tay búng một cái, lực lượng thời gian pháp tắc trong cơ thể tuôn ra mãnh liệt. Linh vực trong hư không cũng đồng dạng sinh ra biến hóa. Trên Ngọc Hồ Phong vốn đã bị nghiền nát, bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi xanh ngắt phía trên cây cối sinh trưởng rậm rạp, ngoài ra còn có một dòng sông dài uốn lượn ngàn dặm, tựa như đai lưng bằng ngọc. Nhạc Thanh đứng trên trời, thấy tình cảnh này, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tuổi tác của ngươi không lớn, tu luyện tới đại la sơ kỳ đã cực kỳ hiếm thấy, vậy mà linh vực của ngươi còn đạt đến thiên nhân cảnh. Nhạc Thanh nhíu mày lại, nhịn không được hỏi, y kinh ngạc cũng là chuyện bình thường. Dù sao tu hành và luyện chế linh vực đều tốn thời gian công sức rất lớn, lại không dễ dàng gặt hái được thành công, có thể làm được cả hai việc cùng lúc mà không bị trễ nãi như hàn lập, khắp chân tiên giới cực kỳ hiếm thấy, đã ít lại càng thêm ít. Đúng lúc này, sau lưng nhạc thanh, một phần trang sáng màu bạc lơ lửng hiện ra trong không trung chính là chân môn bảo luân dung hợp cùng quân thiên nhật quý Vầng trăng phát ra ánh sáng bạc, trong nháy mắt bao phủ cả người nhạc thanh vào trong. Chỉ thoáng chốc, hư không bốn phía giống như bị đông kết, với tu vi của nhạc thanh vậy mà cũng cảm thấy hít thở không thông, phảng phất như không khí bị ngừng lại chủ quan ý nghĩ trong đầu y lóe lên liền phát hiện suy nghĩ của mình cũng bị chậm lại y vội vàng bảo vệ thần thức cẩn thận âm thầm vận chuyển pháp quyết một luồng sáng màu vàng đất sáng lên trước ngực lân giáp quanh người càng rực rỡ hơn từ trong tản ra mãnh liệt lực lượng pháp tắc va chạm với ánh sáng màu bạc xung quanh trong lúc nhất thời tuy không thể thoát thân nhưng suy nghĩ cũng không bị cản trở nhân cơ hội này hai tay hàn lập bấm niệm pháp quyết mũi chân đạp xuống đất ngàn vạn kiếm khí liền ngưng kết dưới chân hàn lập tạo thành một dòng thác đâm thẳng lên trời, nâng cả người hắn lên trên đứng đối diện với nhạc thanh. Sau khi lên trên cao, hai tay hàn lập lại tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Trong hư không lập tức phát ra âm thanh ông, 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 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lập tức bay ra, bày trận xung quanh người hắn. ầm ầm nương theo âm thanh ông, 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 vang lên, tất cả mũi kiếm chỉ thẳng lên trời, 36 cột lôi điện màu vàng trên thân kiếm tuôn trào ra, nối thẳng lên trời cao những cột lôi điện xuyên qua tầng mây dưới chân hàn lập lập tức mây mù sôi trào lên bên trong lôi điện màu vàng lập lòe như rồng bay phượng múa thiên địa xung quanh người hàn lập đột nhiên biến đổi mây mù lao về phía hắn tạo thành mảng lôi vân màu vàng cực lớn ngang hàng với nhạc thanh chiếm hơn nửa khoảng trời mênh mông sau đó mây mù tản ra tạo thành hai cây cột màu vàng ở giữa hai cây cột ngưng tụ ra hai cánh cửa lớn màu vàng nửa ẩn nửa hiện trong tầng mây hàn lập ở ngoài cửa lớn toàn thân đắm chìm trong lôi quang màu vàng hai tay vẫn giữ nguyên trạng thái bấm kiếm quyết, thoạt nhìn giống như một kim giáp thần nhân canh giữ thiên môn. Ra, Hàn Lập bỗng quát lớn, hai tay hợp lại trước người, nâng cao qua đỉnh đầu. Kèm theo tiếng quát là âm thanh ầm ầm nổ mạnh, thiên môn đang đóng chặt bỗng nhiên run lên, bên trong tách ra một khe hở, lộ ra một mảnh lôi hải bao la bát ngát, như thủy triều nhấp nhô. Không giống như dòng thác lôi điện chảy ra từ thiên môn lúc trước, lúc này chỉ có từng quả cầu lôi điện to chừng nắm đấm, ngưng tụ từ mặt biển. Từng quả cầu lôi điện bay ra khỏi thiên môn qua kẽ hở, không đánh thẳng về phía nhạc thanh mà bay vào lòng bàn tay đang chắp trước ngực của Hàn Lập, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, liền có 78 khối cầu bay vào lòng bàn tay hắn, một luồng khí thức lôi điện khủng bố bắt đầu từ bên trong lan tràn ra. Mà càng ngày càng có nhiều lôi cầu bay vào trong tay Hàn Lập, lòng bàn tay hắn cũng bắt đầu có kim sắc quang mang xuyên qua, chỉ là lông mày hắn càng ngày càng nhíu chặt, trên mặt cũng lộ ra thần sắc thống khổ hơn thông thiên kiếm trận này, ngược lại có chút cổ quái. Nhạc thanh tất nhiên nhận ra kiếm trận của Hàn Lập, nhưng nhìn cảnh tượng này, mắt y vẫn hiện lên một tia nghi hoặc. Sau một khắc, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an, miệng gầm lên, lân giáp quanh người hiện ra từng dòng truyện văn màu vàng, bức lui ánh sáng màu bạc. Ngay sau đó, hai tay y nắm chặt chuôi kiếm trong tay, nhấc lên hơi chậm chạp. Dưới sự ảnh hưởng của thời gian pháp tắc, Nhạc Thanh vẫn bước từng bước về phía trước, hai tay cầm kiếm khom người xuống nghênh đón kiếm của Hàn Lập. Thanh cự kiếm vừa được y kéo về bên người, phù văn trên thân kiếm lập tức sáng lên, phía trên liên tiếp hiện ra bảy ngọn núi, mây mù bao phủ xung quanh, thoạt nhìn như thực chất. Cùng lúc đó, khí tức trên người y cũng vô cùng trầm ổn, mây vàng bao phủ quanh người y cũng bắt đầu có rút lại, ngừng tụ thành ảo ảnh một ngọn núi bao quanh người. Ngàn quân một kích, dĩ nhiên phải vận sức chờ phát động. Kim quang lập lòe trong mắt Hàn Lập, thần sắc hứng hờ. Rốt cuộc, hai tay chắp trước ngực hắn đột nhiên nắm lại, lôi điện màu vàng áp xúc trong lòng bàn tay cuối cùng cũng có thể xuất ra, hóa thành một thanh kim lôi kiếm kéo dài ra. Chảm, hàn lập thét lên một tiếng dài, hai tay vung mạnh, chém xuống phía dưới. Sau khi lôi kiếm màu vàng chém xuống, trên thân kiếm lôi quang tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành kiếm ảnh dài cả ngàn trượng trực tiếp xé rách hư không, rơi xuống đầu nhạc thanh. Trong nháy mắt khi hàn lập ra tay, nhạc thanh cầm cự kiếm trong tay vung lên. ầm 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 trong hư không, tiếng nổ mạnh vang lên một ảo ảnh ngọn núi như thực chất bỗng hiện ra ngăn cản kiếm ảnh màu vàng ầm ầm một tiếng vang thật lớn hư ảnh ngọn núi thứ nhất không chút trở ngại nào trực tiếp nứt vỡ sau đó ngọn núi thứ hai cũng giống như ngọn núi đầu tiên nổ tung tóe tiếp đến ngọn thứ ba thứ tư cũng liên tiếp sụp đổ hóa thành bột mịn ngọn núi thứ năm nứt ra một khe hở giống như ngọc hồ phong bị tách thành hai nửa mà tới ảo ảnh ngọn núi thứ sáu thì chỉ có đỉnh núi bị xẻ ra, kiếm ảnh màu vàng bị kẹt lại trong đó. Ảo ảnh ngọn núi thứ bảy còn lại phồng lên, va chạm với kim quang do kiếm ảnh màu vàng tạo ra, một tiếng nổ đùng vang lên, kiếm ảnh màu vàng trực tiếp bị nổ bể. Chương 1263, gần như tan vỡ. Bên ngoài thiên môn, Hàn Lập kêu thảm, cả người bay ngược lên, đập mạnh vào thiên môn rồi rơi xuống đầy suy nhược. Hai tay cầm kiếm của hắn không còn tí máu thịt nào, biến thành một cánh tay xương trắng hiếu, nhìn rất khủng khiếp. Đổi lại, hai tay nhạc thanh cũng trầm xuống, thu hồi cự kiếm. Trên thân kiếm, trong bảy phù văn ngọn núi thì năm cái đã trở nên mờ nhạt không còn rõ, chỉ còn lại hai cái nguyên vẹn không tổn hại gì. Nhạc thanh nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhìn hàn lập đã không còn vẻ coi thường như trước đó, ngược lại trong lòng có chút tán thưởng. Thông thiên kiếm trận trong tay ngươi lại có thể phát huy uy lực như thế, cũng khiến bản tọa phải thay đổi cách nhìn. Hàn lập thổ huyết ứ động, Trật vật đứng lên đáp, kiếm trận này vốn tuyệt đỉnh thế gian, ngay cả một phần mười uy lực vãn bối cũng chưa phát huy ra, nếu không các hạ sẽ chẳng còn đứng ở đây mà nói những lời tán dương này. Cùng lúc, hai tay vốn biến thành xương trắng của hắn bốc lên từng luồng xương khói màu trắng, máu thịt bắt đầu trùng sinh. Nhạc Thanh nghe vậy cũng không vội vã ra tay tiếp, chỉ là sắc mặt y hơi cổ quái nhìn Hàn Lập, như thể không ngờ Hàn Lập đã đến bước này, còn nói ra những lời như thế. Hàn Lập phất tay thu hồi thanh trúc phong vân kiếm đã tiêu hao quá mức có vẻ tùy ý nói, không phải vãn bối nói ngoa. nếu hồi nãy tiền bối thoát khỏi khống chế chậm một chút, để vãn bối ngưng tụ nhiều lực lượng hơn, một đòn vừa rồi chưa chắc tiền bối đã chống đỡ được. trên bầu trời, lôi vân màu vàng và tòa thiên môn màu vàng khí thế to lớn kia cũng tan thành mây khói. nhạc thanh cười nhạo một tiếng, ha ha, bản tòa khen ngươi một câu thôi, mà ngươi đã bắt đầu khoe khoang rồi. một kiếm vừa rồi cũng đã là thủ đoạn cuối cùng của ngươi, lúc này còn không thúc thủ chịu chói, còn chờ đến khi nào? Hàn Lập nhìn hai tay đã khôi phục như thường, khuôn mặt cười nhạt đáp. Vậy cũng chưa chắc, vãn bối còn một kiếm nữa, không biết tiền bối có dám tiếp hay không. Nhạc thanh nghe vậy liền nhíu mày lại, y đang định nói, thân sắc bỗng nhiên biến đổi, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về bốn phía. Linh vực Hàn Lập chưa tán đi, vầng trăng tròn màu bạc kia vẫn lơ lửng giữa không trung phía sau hắn, rung động của lực lượng thời gian pháp tắc vẫn có thể cảm thấy rõ ràng trong hư không xung quanh. Ánh mắt nhạc thanh ngưng lại, lạnh giọng nói, không ngờ linh vực thiên nhân cảnh tạm bỡ này của ngươi lại có uy năng khó đối phó như vậy, chỉ đáng tiếc, chút tăng giảm mức độ ấy chẳng đáng kể chút nào đối với bản tọa, kể cả tu vi bản tọa lùi lại 100 vạn năm, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Cuối cùng vẫn bị tiền bối nhận ra, vốn còn định kéo dài một chút thời gian, xem ra không được rồi. Hàn lập thở dài, lúc trước, nhạc thanh quả thực không nổi sát tâm với hàn lập, vẫn muốn bắt giữ hắn hơn, được rồi, bớt nói nhảm đi, vẫn không tự chói cầu xin tha thứ thì bản tọa ra tay coi như không để tâm tính mạng của ngươi nữa. Muốn vãn bối thúc thủ chịu chói, vậy tiền bối đỡ thêm một kiếm của vãn bối. Hàn lập khẽ nhếch khóe miệng, cười nói, đang nói chuyện, bên dưới phía tích ngọc hồ phong vốn đã đổ nát khôn tả bỗng sáng lên hào quang màu vàng, 36 cột sáng lôi điện màu vàng phóng lên tận trời, đám lôi vân ngưng tụ thành hình một lần nữa, tòa thiên môn hùng vĩ cũng xuất hiện. Thấy vậy, ánh mắt nhạc thanh lóe lên sự kinh ngạc. Ngay từ đầu khi Hàn Lập bị y dùng một kiếm chém xuống chân núi Ngọc Sơn, hắn đã lưu lại 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, lúc sau bay ra lại sử dụng 36 thanh phi kiếm khác để bố trí thông thiên kiếm trận. Hắn dự định khi tòa kiếm trận thứ nhất kiệt lực, lập tức sử dụng tòa kiếm trận thứ hai, ra tay bất ngờ đánh trọng thương Nhạc Thanh, nhưng không ngờ thực lực Nhạc Thanh thực sự cường đại quá mức, cường lực phản kích vừa rồi đã khiến hắn bỏ lỡ cơ hội sau. Đợi sau khi hai tay khôi phục như thường, Hàn Lập liền âm thầm bấm quyết, điều động tòa kiếm trận thứ hai hàn lập đứng bên ngoài thiên môn màu vàng hai tay lại chắp trước ngực giơ cao qua đỉnh đầu thiên môn phía sau vang lên tiếng sấm rền bắt đầu chậm rãi mở ra vùng lôi hải màu vàng kia xuất hiện từng quả lôi cầu màu vàng bay ra ngưng tụ vào trong lòng bàn tay hàn lập thấy hàn lập làm lại chiêu cũ nhạc thanh sầm mặt lại ánh mắt tỏ vẻ tức giận mặc dù lúc trước nói đơn giản nhẹ nhàng nhưng đối với thông thiên kiếm trận của hàn lập y vẫn phải để ý dù sao nhìn vào uy thế của một kiếm trước đó chỉ cần cơ thể hàn lập chịu được tiếp tục hấp thu lôi điện chi lực trong lôi hải quả thật có thể tạo ra uy hiếp đến y trước mắt đương nhiên nhạc thanh sẽ không cho hàn lập cơ hội này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt nhạc thanh hừ lạnh một tiếng hai tay nắm chặt cửa kiếm chân đạp hư không thân hình nhảy lên bay thẳng về phía hàn lập mắt hàn lập sáng lên tâm trí theo đó khẽ động hư không lập tức vang lên những tiếng ù ù trên chín tầng trời từng quả cầu lửa màu vàng gào thét hạ xuống như lưu tinh hỏa vũ, đổ ập xuống nhạc thanh. Đoàn một thanh âm vang lên, nhạc thanh chém ra một kiếm đương đầu với một quả cầu lửa. Ngay sau đó, quả thứ ba, quả thứ tư lại rơi xuống. Uy lực cầu lửa có hạn, dường như không thể tiếp nhận lực của một kiếm, nhưng số lượng của nó lại rất nhiều, mỗi quả đều mang theo liệt hỏa đăng diễm của tuế nguyệt thần đang cùng với lực lượng thời gian pháp tắc của đoạn thời lưu hỏa. Sau một hơi chém rơi mấy chục quả cầu lửa, Nhạc Thanh đột nhiên phát hiện tốc độ vung kiếm của mình trở nên càng ngày càng chậm, giống như lại bị chân ngôn bảo luân trói buộc. Y nào biết, đốm lửa do đoạn thời lưu hỏa vỡ ra khi rơi xuống người mình, liền đem lực lượng thời gian pháp tắc li ti thêm vào, tích lũy đến mức độ nhất định, sẽ khiến hành động ngày càng chậm lại. Hai tay hàn lập xuất hiện kim quang lóa mắt xuyên suốt, hai mắt cũng bắt đầu có tia điện quấn quanh, cả người bắn ra từng tia từng dòng hồ quang điện. Nhưng, trong lòng hắn hiểu rằng, chỉ dựa vào chút lực lượng ấy, còn thiếu rất nhiều mới đủ tâm niệm hàn lập vừa động thiên môn màu vàng sau lưng mở thêm một phần lôi hải màu vàng bên trong càng dữ dội lôi cầu bay ra nhiều gấp bội tiếp tục ngưng tụ vào lòng bàn tay hắn a à, miệng hắn thét lên một tiếng thống khổ hai bên mí mắt kéo đến tận mang tai máu thịt cũng bắt đầu toát ra lộ ra những kẽ nước nhìn vào giật cả mình bên trong còn có điện quang màu vàng thẩm thấu ra nghe thấy âm thanh kia kim đồng và tiểu bạch đồng thời nhìn sang trong lòng đều giật mình kim đồng cuống cuồng hô to đại thúc không được tiếp tục nữa cơ thể sao chịu nổi tiểu bạch còn chẳng kịp nói ra khỏi miệng đã bị phá phong dồn ép bên kia vô hối bị kim đồng áp chế hoàn toàn có thể thở một hơi gã thấy vậy liền nhe răng cười lại lao tới kim đồng chém giết hàn lập cắn chặt hàm răng trong lòng hét lên như điên còn chưa đủ nhiều hơn nữa cách ngoài ngàn trượng tốc độ nhạc thanh dù chậm lại không ít nhưng y vẫn đang từng bước áp sát y cũng chú ý tới lôi điện chi lực ngưng tụ trên người hàn lập chúng đã đạt một mức độ đáng sợ. Nhạc thanh đột nhiên ngừng sông tới, trong lòng động sát niệm, y cao giọng quát tiểu tử, dừng ở đây thôi. Vừa nói xong, y nhấc tay lên, dơ về phía không trung. Trong hư không, một ngọn núi mờ mịt khổng lồ chợt hiện. Nhạc thanh nắm một tay vào không trung, ngọn núi bay thẳng lên cao, va chạm với đoạn thời lưu hỏa ngập trời, đón đỡ tất cả cầu lửa màu vàng. Cùng lúc, trường kiếm trong tay y chuyển động, phù văn trên thân kiếm sáng lên, chém ngang về phía hàn lập trên trời cao một áng mây khói vàng bỗng trôi ra trong hư không xuất hiện những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường trùng trùng điệp điệp như sóng lớn vỗ bờ dập dềnh đánh tới hàn lập những gợn sóng do kiếm quang gây nên khiến hư không tan biến từng đoạn bầu trời hiện ra các kẽ nứt không gian rất lớn không thể lấp lại thấy gợn sóng sắp tới gần người hàn lập đang tích tụ lôi điện chi lực tuy không thể đạt đến mức độ mong muốn nhưng cũng đành cười khổ coi như xong hai tay hắn chuyển động tạo thành tư thế cầm kiếm chém xuống nhưng đúng lúc này một tấm kim phù bay nhanh từ đằng xa tới nó lượn nghiêng xuống đánh vào gợn sóng kiếm khí kia nổ vỡ ẩm vang một luồng kim quang trói mắt tỏa ra khí tức man hoang cường đại khủng khiếp bộc phát trực tiếp đánh nát gợn sóng kiếm khí của nhạc thanh đè ép sóng khí trong hư không liên tục bước lui nhạc thanh lại chúng khuếch tán sóng khí ra bốn phía xung quanh san bằng quá nửa đề hồ sơn tất cả cây rừng đều sụp đổ hoàn toàn biến thành phế tích hoang vắng nhạc thanh bị luồng sóng khí cường đại này đẩy ra sau mấy ngàn trượng trong lòng kinh hãi vô cùng ánh mắt lập tức nhìn về phía tiểu bạch quả nhiên ngươi thuộc man hoang chân linh tiểu bạch không để ý đến lời của y nhưng trong lòng thì hơi thất vọng khi đưa cho nó tấm kim phù này bạch trạch đã nói bên trong phong ấn một khích chứa ba phần sức mạnh vậy mà lại không thể khiến nhạc thanh bị thương tuy nhiên phá phong người cùng nó giao chiến bị màn vừa rồi dọa đến thất thần nếu tấm kim phù kia dùng để đối phó với ả e rằng giờ này hài cốt của ả à cùng không còn. Hàn lập dù không trực tiếp nhận một chiêu này, nhưng vị trí nổ thực sự quá gần, khiến hắn cũng chịu sự trùng kích rất mạnh. Toàn thân hắn không ngừng run rẩy, không chỉ mặt mũi mà ngay cả cánh tay cũng hiện ra những vết rách, có thể nhìn rõ từng tia điện không ngừng bắn ra. Nhưng, hai tay của hắn vẫn duy trì tư thế nguyên bản, chưa hoàn thành thông thiên kiếm trận. Cặp mắt hắn mơ hồ, thần thức hỗn loạn, một âm thanh thâm trầm vang lên trong thức hải hắn, không chịu nổi à. Đến đây, phóng thích ta ra dựa vào năng lực của ta việc giết gã kia không phải là chuyện không thể ha ha hàn lập biết ác thi đang nói chuyện nhưng không trả lời giờ phút này thân thể hắn gần như chết lặng kim lôi tuôn ra từ trong thiên môn dường như trải rộng toàn thân đã đến tình trạng mất khả năng khống chế ngay cả hắn muốn thu hồi kiếm trận cũng không làm được nếu tiếp tục như vậy chẳng bao lâu nữa nhục thể của hắn tất nhiên sẽ bị kim lôi làm cho nổ tung nhạc thanh hiển nhiên cũng phát hiện hàn lập đã cận kề tan vỡ y cười lạnh một tiếng, không lập tức tấn công, mà lựa chọn sống chết mặc bay, chờ hàn lập tự bảo thể mà chết. chương 1264, trở về bát hoang. Khặc khặc, đừng có dẫy chết nữa. Thay vì kéo ta chôn cùng, chi bằng hãy buông tay để ta đánh cược một lần. Tối thiểu, hai tên tiểu tùy tùng kia của ngươi còn có cơ may sống sót. Ác thi lại khuyên nhủ, tâm thần hàn lập vẫn đang chập chờn do dự. Thời gian còn lại quả thực không nhiều lắm, nhưng chứng kiến thân thể mình đã chạm đến cực hạn, hàn lập đành nghiến răng nghiến lợi đưa ra quyết định tâm niệm vừa động những xiềng xích do cách nguyên pháp liên tạo thành đang trói chặt ác thi kia liền phát ra một hồi tiếng vang trầm đục rồi dục dịch buông lỏng khặc khặc vậy mới phải chứ ác thi càn rỡ cồm thiếu nhưng nó còn chưa kịp đắc ý chỉ cười được nửa miệng liền trợn mắt líu lưỡi bởi lẽ hàn lập không hoàn toàn giải khai phong ấn mà chỉ là thu hồi một nửa số lượng cách nguyên pháp liên mượn lực lượng cũng không nhất thiết phải mượn toàn bộ hàn lập cười lạnh Ngươi, ác khi lập tức nổi trận lôi đình. Một bộ phận cách nguyên pháp liên được tháo gỡ khiến những chỗ tiên khiếu chưa hoàn toàn thông suốt trên người Hàn Lập cũng theo đó mà được giải khai. Thậm chí, một nửa số tiên khiếu đó tự hành quán thông. Một luồng lực lượng bổ sung lập tức tuôn trào trong thể nội Hàn Lập, giúp hắn một lần nữa giành lại quyền khống chế thân thể. Chỉ thấy hai tay Hàn Lập đồng thời lật một cái, kim lôi lại ngưng tụ trong lòng bàn tay một lần nữa, tản mát từng đợt từng đợt chấn động khủng bố. Chứng kiến một màn bất thình lình trước mắt, nhạc thanh âm thầm cả kinh căn bản y nghĩ mãi cũng không hiểu rốt cuộc vì sao hàn lập có thể làm được như hiện tại y lập tức giơ tay kết thành pháp quyết linh vực vốn đang khuếch trương bên ngoài bị thu về trong cơ thể trong nháy mắt thân thể nhạc thanh bộc phát một loại khí thế hùng hậu vô cùng một tay y giơ cao cửa kiếm tay kia vung vẩy pháp quyết một vòng quanh thân kiếm lập tức có một luồng lực lượng pháp tác thuộc tính thổ hết sức nồng đậm chảy vào thân cự kiếm bảy đạo sơn nhạc phù văn một lần nữa hiện ra trên thân kiếm Nhạc thanh gầm lên một tiếng, lấy thế phát sau mà đến trước. Cự kiếm trong tay y bổ xuống đầu hàn lập nhanh như chớp. Một luồng kiếm quang cự đại như sẻ đôi cả bầu trời thình lình xuất hiện giữa hư không. Chính giữa kiếm quang là bảy tòa sơn phong hùng vĩ. Trên mỗi một tòa sơn phong đều được khắc họa những dòng phù chú thật lớn. Phía trên bảy tòa sơn phong có hoàng vân bao phủ, mang theo một khí thế hùng hồn, trấn áp thiên địa. Nhưng đúng lúc này, hàn lập chợt biến đổi thế tay. Thanh kiếm trong tay hắn bỗng nhiên bị bẻ cong, biến thành một cánh cung vàng rực ngưng tụ đầy kim lôi. Ngoài ra, lồi điện trên cánh cung còn hóa thành một mũi tên màu vàng gần như thực chất, trực chỉ nhạc thanh. Chỉ nghe tiếng mũi tên phá không lao đi vùn vụt, trong khoảnh khắc, mũi tên vàng rực ngưng tụ từ thiên lôi liền xuyên thủng tòa sơn phong thứ nhất. Ngay sau đó là tòa thứ hai, thứ ba. Mũi tên màu vàng như lao vào chỗ không người, một hơi xuyên qua cả bảy ngọn núi hùng vĩ, trực tiếp hiện ra trước mặt nhạc thanh. Nhưng dù sao người nó cũng là một tu sĩ đại la cảnh hậu kỳ lâm nguy bất loạn, ứng phó với dị biến vô cùng mau lẹ. Trước tiên y nâng thanh cửa kiếm to bản ngang người hòng đón đỡ công kích. Tiếp đó, thân hình y lập tức né qua một bên để tránh bị thương ở những bộ vị hiểm yếu. Âm âm âm, nhưng thế tới của mũi tên nhanh đến bất khả tư nghị. Thời điểm mũi tên va chạm với thanh cửa kiếm, loạt những tiếng nổ đùng trên bảy tòa sơn phong phía sau mới liên tiếp chuyển đến, hoàn toàn lấn át thanh âm mũi tên xuyên qua cửa kiếm, cắm vào ngực trái nhạc thanh. Thân thể Nhạc Thanh bị trùng kích bởi một lực lượng cực lớn. Y bị đánh bay đi đến mấy ngàn trượng, cả người như một mảnh thiên thạch lao vùn vụt xuống mặt đất. Ầm, um, bụi mù bốc lên từ phía, mặt đất trong vòng ngàn dặm sụt xuống gần trăm trượng. Ở trung tâm của vụ sụt lún, nơi trực tiếp hứng chịu thân thể Nhạc Thanh đã biến thành một cái hố sâu đến cả ngàn trượng. Trên không trung, tình cảnh của Hàn Lập cũng chẳng khá hơn là bao. Toàn thân hắn cháy đen, thất khiếu chảy máu, sắc đen trong mắt hắn càng ngày càng trở nên u tối thân thể hắn loạn choạng một cái rồi từ trên không rơi xuống. 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, nhờ vào một chút lực lượng cuối cùng bay vụt tới, đỡ lấy thân thể hắn, rồi nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Vô hối và phá phong thấy vậy thì lập tức đại biến. Hiển nhiên bọn chúng không không thể ngờ rằng, ngay cả tu sĩ đại la cảnh hậu kỳ như nhạc thanh lại bị một kẻ kém y trọn vẹn hai tiểu cảnh giới là hàn lập đánh bay. Nội tâm kinh hãi, tất nhiên sẽ khiến đấu trí đại giảm kim đồng và tiểu bạch liền thừa cơ bước lui hai tên vô hối và phá phong rồi vội vã lao về phía hàn lập hai tên kia cũng không tiếp tục dây dưa lập tức bay về phía nhạc thanh hạ lạc đại thúc kim đồng nâng hàn lập dậy nhăn nhó gọi tên hắn toàn thân hàn lập giờ đã vô lực thức hải cũng đang cuồn cuộn như kinh đào hải lãng hắn miễn cưỡng lấy ra một viên đan dược nhưng dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể đưa viên thuốc lên môi tiểu bạch thấy thế vội cầm lấy viên đan dược giúp hàn lập nuốt xuống đi đi mau tranh thủ rời khỏi nơi này sau khi phục dụng đan dược hàn lập liền gắng ngượng nói kim đồng không nhiều lời lập tức để hàn lập tựa vào vai mình rồi dìu hắn dậy muốn rời khỏi nơi đây chạy đi đâu đúng lúc này liền có một tiếng thét phẫn nộ từ xa vọng lại hàn lập khó khăn hé mắt nhìn về phía trước chỉ thấy trong đám bụi mù đằng kia có một thân ảnh cao lớn đang chậm rãi bay tới trên tay người nọ cầm theo thanh cự kiếm to bản nhưng thân kiếm đã nhiều thêm một lỗ hổng chừng quả đấm vừa nhìn liền biết linh tính của vật này đã bị tổn hao rất nhiều về phần lân giáp trên thân người nọ thì càng thêm rách nát tả tơi lồng ngực trần trụi của nhạc thanh giờ đây xuất hiện một vết thương thật lớn giống như vết tích của một chiếc đinh ốc xoáy sâu và da thịt huyết dịch kim sắc trào ra thành dòng từ giữa vết thương còn da thịt xung quanh miệng vết thương đã cháy đen một mảnh kết thành vô số vết sẹo xấu xí giống như những con run đang bò lổm ngổm tu sĩ đại la hậu kỳ quả thực đáng sợ Hàn Lập chăm chú nhìn Nhạc Thanh đang từng bước áp sát bọn hắn, tự đáy lòng thở dài cảm thán. Chỉ là một gã tu sĩ đại la sơ kỳ, vậy mà có thể khiến bổn tọa trọng thương đến mức này. Ngươi là kẻ thứ nhất, cũng chính là kẻ duy nhất. Hôm nay nếu không đánh cho ngươi thịt nát xương tan, thì quả thực khó mà tiêu được mối hận trong lòng bổn tọa. Nhạc Thanh nghiến răng gần từng chữ một, sắc mặt Kim Đồng lập tức trở nên ngưng trọng, liền buông Hàn Lập ra, tự mình đứng dậy che chắn cho hắn và Tiểu Bạch. Lão đại tiểu bạch nhìn theo bóng lưng thiếu nữ của kim đồng thì thào trong miệng tu sĩ đại la hậu kỳ thì giỏi lắm sao nhưng ngay tại thời khắc sinh tử này chợt có một thanh âm lạnh như băng vang vọng giữa không trung chẳng hề có lấy một chút dấu hiệu báo trước tựa như một trận phạm âm từ cửu thiên truyền xuống quanh quẩn trong khu vực đề hồ sơn là ai cước bộ của nhạc thanh khựng lại y ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác bầu trời nguyên bản đang trong xanh thình lình tối sầm lại dường như biến thành đêm đen trong nháy mắt Nội tâm Hàn Lập đại hỉ, gắng sức ngửa đầu nhìn lên. Chỉ thấy một thân hình khổng lồ giữa vòng trời cao vời vợi đang cấp tốc hạ xuống. Càng hạ thấp, thân hình này càng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một vị đại hán khoác chiếc áo choàng rộng thùng thình. Ngũ quan vị đại hán này sắc sảo rõ ràng, quai hàm tua tủa dâu đen, cặp mắt hơi hơi lõm sâu vào bên trong. Cả người phát ra một loại khí thế tang thương cổ phác. Đây đúng là một trong bát đại chân linh vương, du thiên côn bằng nhạc nguyện. Nhạc thúc thúc, sao người lại tới đây? Tiểu Bạch kinh hỉ hô lớn, Kim Đồng khẽ liếc Nhạc miệng, âm thầm đánh giá cao thấp một phen. Nội tâm nàng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kính sợ rất khó xuất hiện. Hừ, nếu ta không đến, tiểu gia hỏa nhà ngươi sẽ bị tên tiểu tử Hàn Lập kia vùi chết ở chỗ này. Nhạc Nguyệt liếc xéo Hàn Lập một cái, tỏ vẻ tức giận. Kim Đồng nghe vậy, tất cả tâm tư kính sợ với đại hán trước đó liền biến mất vô ảnh vô tung. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Nhạc Nguyệt, không nên trách chủ, Hàn đạo hữu, là từ ta muốn đến đây. Tiểu Bạch vội vàng giải thích, việc này lát để nữa hãy nói. Nhạc miệng khoát tay một cái, rồi quay sang nhìn ba người nhạc thanh. Không thể tưởng được ngay cả Du Thiên Côn bằng đã lâu không thấy bóng dáng, vậy mà cũng đã hiện thế. Xem ra thân phận tiểu gia hỏa kia quả thực không tầm thường. Vẻ kinh ngạc trong mắt nhạc thanh dần dần rút đi, y chậm rãi nói, thừa dịp ta chưa động thủ, lập tức cút đi, nhạc miệng đáp gọn lòn, nhạc thanh vốn đang chịu trọng thương, đối mặt với man hoang chân linh cấp bậc đạo tổ, tất nhiên sẽ không tự tìm đường chết. Y chỉ lấp lửng một câu, tiền bối đừng quên giáo huấn năm xưa của man hoang. Rồi lập tức dẫn hai người vô hối bay đi mất, đa tạ nhạc tiền bối. Hàn lập đã khôi phục được một chút, lập tức đứng dậy, ôm quyền cảm tạ nhạc miệng. Điều tức thêm một chút đi, có ta hộ pháp, không có ai dám tới quấy giày ngươi. Nhạc miệng khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói. Ngược lại, đối với Hàn lập, lão cũng không thực sự trách tội, Trước đó chỉ vì quá lo lắng cho an nguy của tiểu Bạch nên mới nặng lời đôi chút. Hàn Lập không nhiều lời, ngoan ngoãn ngồi xuống đả tọa, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Qua trận chiến vừa rồi, không bàn đến những tổn thất lớn khác, ngay cả xiềng xích trói buộc ác thi cũng phải giải khai một nửa, khiến cho thời gian chuẩn bị trảm thi của hắn càng gấp gáp hơn. Thời gian ước định trước đây đã cận kề, ta đây chỉ chạy đến đón ngươi sớm một chút. Nào ngờ còn chưa đến nơi đã phát giác tiểu tử ngươi vận dụng đạo kim phù mà bạch trạch đưa cho, nên mới phải cấp tốc đuổi theo. Nhạc miệng khẽ lườm tiểu bạch một cái, nhạc thúc thúc, là người lo lắng ta không chịu trở về đúng hạn nên mới đến A. À. Tiểu bạch cười cười, nhạc miệng nghe xong cũng chẳng gật đầu, nhưng cũng không phủ nhận. Người yên tâm đi, lần này bôn ba, ta đã thấy rõ thực lực bản thân so với người khác tranh lệch bao nhiêu. Sau khi trở về, ta sẽ nhất định hảo hảo bế quan. Nếu không kế thừa hoàn toàn lực lượng truyền thừa của phụ thân, ta sẽ không ra ngoài nữa. Tiểu Bạch tiếp tục nói. Vậy còn nghe được, coi như có chút tiến bộ. Nhạc miện nghe những lời ấy mới cảm thấy thật sự vui mừng, liên tục gật gù tán thưởng. Kim Đồng nãy giờ vẫn đứng lặng lẽ ở một bân, khóe miệng bất chi bất giác cũng trở nên vui vẻ vài phần. Ước chừng một canh giờ về sau, hàn lập rốt cuộc cũng hoàn thành việc điều, ung dung tỉnh lại. Nhạc miện cáo biệt vài câu với hắn, đang muốn mang Tiểu Bạch ly khai. Nhạc miện tiền bối, xin chờ một chút, Hàn Lập đột nhiên cất tiếng. Chuyện gì, nhạc miện dừng một chút, hơi ngoái lại nhìn Hàn Lập. Tiền bối nếu như muốn về bát hoang sơn, liệu có thể mang tại hạ theo một đoạn đường. Hàn Lập ôm quyền khẩn khoản, à, quả là kỳ lạ hiếm thấy, người cũng muốn đi bát hoang sơn. Nhạc miện cảm thấy có chút kỳ quái, đúng vậy, không biết có thể quấy giày tiền bối một hai. Hàn Lập vẫn ôm quyền nói, sự tình cử nguyên quan đã triệt để chấm dứt, trải qua việc này càng khiến ham muốn tăng cường thực lực của hắn thêm bức thiết. Từ giờ trở đi, Phòng trừng ở các đại thiên vực đều có lệnh truy nã hắn, ẩn núp ở chỗ nào cũng đều không an toàn. Ngược lại, Bát Hoang Sơn là nơi hoàn toàn thoát ly khống chế của thiên đình, là một nơi rất thích hợp cho hắn tu luyện. Đương nhiên có thể, nhạc miệng khẽ gật đầu, mỉm cười vung tay lên, một luồng thanh phong cuồn cuộn lăng không hiện ra. Cả người Hàn lập lập tức thân bất do kỷ mà bay lên không, xung quanh thiên toàn địa chuyển một hồi, căn bản không thể nào tự khống chế. Nội tâm Hàn Lập cả kinh, đang muốn vận chuyển thời gian pháp tắc để ổn định thân hình, thì chân hắn đã hạ xuống. Đồng thời có một luồng man lực nhu hòa ập tới, Hàn Lập lảo đảo một cái, ngồi phịch xuống một địa phương vô cùng ấm áp. Hắn nhìn ngó xung quanh một hồi, sắc mặt không khỏi đại biến. Hiện giờ, mấy người bọn hắn đang ngồi trên lưng một đầu cự cầm lông xanh. Thân thể cự cầm lông xanh này lớn đến mức khó tin không gian phía dưới sải cánh của nó dường như là một mảnh lục địa xanh mướt nhìn không rõ điểm đầu, điểm cuối. Nhạc miện lúc này đang trực tiếp sử dụng bản thể du thiên côn bằng. So với đầu cự cầm lông xanh này, bản thân hàn lập dường như chỉ là một hạt hạt cát vô tri. Tiểu Bạch hiện cũng đang ngồi bên cạnh hắn, sắc mặt nó có chút phức tạp, ngoại trừ vẻ khiếp sợ, còn có một sự hưng phấn khó nén được và một chút gì đó mê hoặc. Chương 1265, Thiên ngoại thiên. Cửa cầm lông xanh do Nhạc Miện biến thành giang rộng hai cánh, đưa ba người Hàn Lập, Kim Đồng và Tiểu Bạch xông thẳng lên không. Trong chớp mắt, bọn họ đã vượt qua vạn trưởng vân hải, nhưng không dừng lại ở đó mà vẫn cứ tiếp tục bay lên. Thiên địa linh khí xung quanh nhanh chóng trở nên mỏng manh. Bầu trời cũng dần dần quang đáng, ngồi cho vững, Nhạc Miện vừa truyền âm nhắc nhở, vừa rũi cặp móng vuốt ra. Vô số pháp quyết màu xanh ồ ạt tuôn trào, hóa thành từng cơn lốc khí lưu màu xanh bao quanh hai bộ vuốt tốc độ của cự cầm lông xanh đột một bạo tăng gấp trăm lần hết thảy xung quanh trở nên mờ mịt trong nháy mắt toàn thân hàn lập chấn động kịch liệt cả người gần như bị ném văng đi hắn vội vàng vận chuyển công pháp gắng sức bám trụ trên lưng cự cầm lông xanh quang cảnh xung quanh biến hóa nhanh đến chóng mặt sau một hồi ầm âm dường như cự cầm lông xanh vừa đột phá một loại giới hạn nào đó đưa tất cả tiến vào một mảnh không gian đặc biệt tứ phía chỉ thấy độc một màu xanh lam vô cùng tinh khiết ngay cả một chút mây mù cũng không có. Tất cả khiến lòng người nảy sinh một loại cảm giác cô đơn, tịch mịch vô cùng xa xưa. Nơi đây ngay cả một tia thiên địa linh khí cũng không có, cũng không tồn tại bất kỳ loại năng lượng nào, chỉ có một mảnh hư vô vô tận. Trước khung cảnh này, Hàn Lập cũng bất giác cảm thấy choáng ngợp, nội tâm bỗng dưng cảm khái vô cùng. Khi hắn phi độn trước đây, chưa từng bay cao như vậy. Hóa ra sau khi xuyên qua vạn trượng Vân Hải sẽ có cảnh tượng bực này xuất hiện. Đây là đâu? dường như trước đây ta từng đặt chân đến kim đồng nhìn xung quanh với ánh mắt mờ mịt miệng thì thào lẩm bẩm đây là thanh minh vực tiểu bạch đột nhiên truyền âm thanh minh vực hàn lập khẽ giật mình ta đã gặp qua trong ký ức của phụ thân không gian phía trên chân tiên giới chia thành tam đại vực đây chính là thanh minh vực nơi có khoảng cách gần với mặt đất nhất xuyên qua thanh minh vực chính là thiên phong vực tiếp tục băng qua thiên phong vực sẽ tiến nhập thiên ngoại vực trong truyền thuyết đó cũng chính là thiên ngoại hư không mà người đời vẫn xưng tụng. Tiểu Bạch tiếp tục nói: thanh minh vực, thiên phong vực, thiên ngoại vực, Hàn lập lẩm bẩm một mình. Tam đại vực có vị trí vô cùng cao, hơn nữa lại đầy rẫy nguy hiểm. Như thanh minh vực này chẳng hạn, bên trong không có chút thiên địa linh khí nào. Nếu bị mắc kẹt ở chỗ này, sẽ tạo thành nguy hại không nhỏ với thân thể tu sĩ. Nếu là tu sĩ bình thường sẽ không có ai tình nguyện tới đây. Vì vậy những ghi chép trong điển tịch về nó vô cùng sơ sài. Tiểu Bạch giải thích, Hàn Lập chỉ yên lặng gật gù, đúng ra, với thực lực của hắn hiện giờ, tiến vào thanh minh vực cũng chẳng quá khó khăn. Có điều, những năm gần đây, hắn liên tục bận rộn tăng tiến tu vi. Và cũng bởi vì bị thiên đình truy nã, phải chạy đông chạy tây, trốn trốn tránh tránh, nên hắn không thể hảo hảo thăm dò không gian thiên ngoại một phen. Kim Đồng vẫn chỉ ngồi một chỗ và nhíu mày, dường như việc thích ứng với hoàn cảnh thanh minh vực có chút khó khăn. Ngươi không sao chứ, Kim Đồng, Hàn Lập thấy thế liền hỏi Han, không sao, phệ kim tiên chúng ta vốn thôn phệ vạn vật để sinh tồn. Nơi đây chẳng có nổi một tia thiên địa linh khí, khiến ta cảm thấy không thoải mái đôi chút. Kim Đồng lắc lắc khuôn mặt dễ thương, đã vậy thì ngươi hãy tiến vào hoa chi động thiên rồi nghỉ ngơi chút đi. Hàn Lập đáp, gặp Kim Đồng gật đầu nhu thuận, sau đó, Hàn Lập liền phất tay thu nàng vào hoa chi động thiên. Cửa cầm lông xanh vẫn mải miết vô cánh, tiếp tục vượt qua muôn trùng không gian, diện tích thanh minh vực quả thực lớn kinh người. Với tốc độ hiện giờ của cử cầm lông xanh cũng phải mất trọn vẹn gần nửa canh giờ mới bay đến điểm cuối. Hư không trước mặt bắt đầu xuất hiện những đợt chấn động nhộn nhạo. Từng trận phong bạo âm u nối tiếp nhau xông đến càn quét, phát ra tiếng gào rít ô ô cực kỳ chói tai. Chẳng lẽ đây chính là thiên phong vực, đồng tử hàn lập hơi co lại, quá nửa là như vậy, bên trong thiên phong vực ngập tràn cửu thiên cương phong, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng so với thiên ngoại hư không thì lại chẳng thấm vào đâu. Tiểu Bạch liếm môi, nó còn chưa kịp dứt lời, thì cự cầm lông xanh đã lao thẳng vào giữa cửu thiên cương phong, không chút do dự. Chỉ thấy xung quanh là vô số hắc phong cuồn cuộn bạo ngược, đang không ngừng gầm rú vô cùng đinh tai nhức óc. Ngay cả Hàn Lập cũng cảm thấy màng nhĩ đau đớn, nhức nhối, tựa như bị chọc thủng đến nơi. Hắn vội vàng vận chuyển pháp tắc thời gian bảo vệ hai tai. Tiểu Bạch ngồi bên cạnh cũng tỏa ra một tầng bạch quang bảo hộ thân thể. Hắc phong phong bạo như sóng dữ bắt đầu khởi động, như một con quái vật đang dương nhanh múa vuốt ập lên mình cự cầm lông xanh. Nhưng quanh thân cự cầm hiện giờ đã nổi lên một tầng thanh quang, ngăn cản toàn bộ cử thiên cương phong đang không ngừng lao đến một cách dễ dàng. Tốc độ cự cầm không hề suy giảm chút nào, tiếp tục hướng về phía trước phi đột. Ban đầu, Hàn Lập vẫn hơi lo lắng một chút, nhưng sau khi chứng kiến cự cầm lông xanh vẫn phi đột vô cùng ổn định, lúc này hắn mới yên lòng, bắt đầu quan sát đánh giá cử thiên cương phong đang gào thét xung quanh loại hắc phong phong bạo xám xịt này hoàn toàn bất đồng với những loại phong lực hắn từng tiếp xúc trước kia. Chúng tràn đầy lực lượng vô cùng cuồng bạo, tựa hồ có thể xé nát vạn vật trên thế gian. Thỉnh thoảng, hắn còn nhìn thấy một vài đường hắc tuyến mảnh khảnh giữa cơn phong bạo điên cuồng. Hư không nơi hắc phong quét qua bị dày vò, xé rách, để lại những khe hở thật dài. May mắn, khi đám hắc tuyến kia đụng phải thanh quang trên người cự cầm lông xanh thì đều bị cản lại rất dễ dàng. Mục quang tiểu bạch đột nhiên sáng ngời, khoát tay một cái một đạo bạch quang phóng ra từ trên người nó, đó là một chiếc túi vải màu trắng, chính là bản mệnh tiên khí được phụ thân truyền lại năm nào. Chiếc túi xoay tròn trên không, rồi đột nhiên phình to gấp 10 lần. Quanh miệng túi phát ra bạch quang mờ mịt giống hơi nước, tản mát một luồng hấp lực khổng lồ. Lập tức, cửu thiên cương phong trong phạm vi ngàn dặm hồ ạt xông đến, rồi chui vào miệng chiếc túi vải màu trắng tựa như cá voi hút nước. Những đường hắc tuyến mảnh mai kia cũng bị cửu thiên cương phong cuốn theo, chui cả vào chiếc túi vải. Chiếc túi khổng lồ thôn vệ một lượng lớn cửu thiên cương phong nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, mà tiếp tục bay qua hướng khác. Vật này tựa như một đầu thôn thiên cử thú, đi đến đâu là thôn vệ cửu thiên cương phong đến đó, không lãng phí chút nào. Người thu cửu thiên cương phong để làm gì? Hàn lập tò mò hỏi, thứ ta muốn không phải cửu thiên cương phong bình thường, mà chính là những sợi hắc tuyến mảnh mai kia. Đó chính là hắc ác phong, là vật mà cửu thiên cương phong phải ngưng tụ ngàn vạn năm mới hình thành được sau khi nhìn thấy hắc ác phong này ta mới nhớ ra trong ký ức phụ thân lưu lại có một môn bí thuật vận dụng hắc ác phong để luyện chế một loại phá phong châu uy lực cực lớn ngay cả tu sĩ đại la cũng không chịu đựng nổi khó khăn lắm mới đến được thiên phong vực ta phải thừa cơ thu lấy một ít sau này thử luyện chế xem sao tiểu bạch vừa cười vừa nói sau đó lại bấm niệm pháp quyết thúc giục chiếc túi vải khổng lồ thôn vệ hắc ác phong hàn lập khẽ gật đầu nhìn về chiếc túi vải màu trắng trong mắt lóe lên dị sắc thời điểm tiểu bạch vừa mới tế ra vật ấy hắn liền vô thức phóng ra một tia thần thức để dò xét rốt cuộc lại bị chiếc túi này cắn nuốt hơn nữa lại bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ trong nháy mắt tuy nhìn chiếc túi này có vẻ thô kệch xấu xí nhưng dường như ẩn chứa một loại thần thông đặc biệt nào đó hiện giờ tiểu bạch mới chỉ thúc giục tùy ý mà thôi nếu như chính thức triển khai công năng của bảo vật này không biết sẽ còn phát ra uy lực đến mức nào cựa cầm lông xanh không ngừng vỗ cánh lao đi vùn vụt rất nhanh đã tới điểm tận cùng của thiên phong vực. Cự cầm gương cặp móng vuốt về phía trước, lăng không đánh ra một chảo. Không gian trước mặt lập tức bị xé rách, tạo thành một khe nứt cự đại. Thân thể cự cầm nhoáng lên một cái, chui tọt vào trong. Hàn lập chỉ cảm thấy hoa mắt một trận. Sau một khắc, hắn đã phát hiện mình đang ở trong một mảnh không gian vô cùng huyền bí. Xung quanh là vô số những mảnh thiên thạch lớn nhỏ đang phiêu phù trôi nổi. Có mảnh chỉ lớn như một gian phòng, có mảnh lại lớn đến mức mắt thường không nhìn thấy hết ranh giới. Mỗi một mảnh thiên thạch lại vận động theo một quy luật bất đồng, thậm chí không ít lần va chạm lẫn nhau, phát ra một loạt chấn động vô cùng khủng khiếp. Những mảnh thiên thạch hùng vĩ kia, có cái chỉ lờ mờ phát sáng, có cái lại tản mát hào quang vô cùng rạng rỡ, mang lại một chút ánh sáng cho mảnh không gian tối tăm này. Một luồng phong bạo chứa đầy băng tinh lam sắc đột nhiên từ xa ập tới, kéo dài đến cả 10 vạn dặm, thoạt trông chẳng khác gì một đầu thanh phong cự long mang theo khí tức hàn băng khiến người người khiếp sợ. Phong bạo cực hàn quét đến đâu, những mảnh thiên thạch nhỏ một chút thì trực tiếp đông cứng vỡ nát, rồi bị luồng gió cuồng bạo cuốn theo, còn bề mặt những mảnh thiên thạch lớn hơn thì ngưng kết tạo thành một tầng băng tinh lam sắc dày đặc. Phong bạo lam sắc vừa mới đi qua, thì một mảnh tử vân vô cùng vô tận đã thình lình xuất hiện. Bên trong tử vân có vô số lôi điện tử sắc chấp động liên tục. Đám mây tăm tối này bao trùm đến đâu, liền phóng ra lôi điện đánh nát những thiên thạch bị đóng băng đến đó. Mảnh tử vân còn chưa hoàn toàn rút đi, hư không nơi đây đã tiếp tục nhộn nhạo rồi đột nhiên hiện ra một vòng xoáy hắc ám cực lớn đang cấp tốc chuyển động. Tất cả những gì còn sót lại sau hai đợt càn quét trước đó đều bị vòng xoáy này thôn phệ. Nhưng vòng xoáy hắc ám này cũng không duy trì quá lâu, lúc xuất hiện nhanh bao nhiêu thì lúc biến mất cũng nhanh bấy nhiêu. Thiên ngoại hư không, Hàn Lập đứng bật hẳn dậy, kinh ngạc thốt lên, phiến không gian huyền bí này mang cho hắn cảm giác vô biên vô hạn cửu u ma đồng của hắn dù thấy rõ vạn vật nhưng ở nơi đây lại không nhìn được bao xa lực lượng thần thức cũng giống như vậy không thể phát tán nhẹ nhàng như dưới mặt đất hàn lập còn mơ hồ cảm thấy bên trong mảnh không gian này còn chứa đựng một loại lực lượng còn cường đại hơn ngàn vạn lần lực lượng vận chuyển của nhật nguyệt đang chậm rãi xoay vần thiên ngoại hư không nguy hiểm trùng trùng nhưng đồng thời cũng ẩn chứa vô số chân bảo với tu vi của các ngươi đã miễn cưỡng đủ tư cách tới nơi này sau này nếu có thể thì hãy đến đây rèn luyện nhiều một chút, sẽ có lợi rất lớn cho việc thăng tiến tu vi. Cự cầm lông xanh truyền âm nhắc nhở, vừa nói chuyện, cự cầm vừa vỗ cánh lao vút về phía trước. Lần này, cự cầm lông xanh không lập tức phi đột lên cao, mà chỉ một mạch bay ngang. Đúng vậy, chỗ này có không ít chân bảo, bạch quang trên thân tiểu bạch đại phóng, trực tiếp hóa thành hình dạng tỷ hưu. Nó hăng hái ngẩng cao đầu, tham lam hít hà một trận, giọng điệu vô cùng hưng phấn tì hưu tiểu bạch lại tế ra chiếc túi vải màu trắng rồi há mồm phun một cái một luồng bạch quang lập tức chui vào trong túi vải chiếc túi vải màu trắng túi tăng lên phần phật lập tức bao phủ phạm vi mấy trăm dặm bản thân chiếc túi lại trở nên mơ hồ phân tách thành vô số sợi vải màu trắng hình dạng bảo vật này hiện giờ chẳng khác nào một tấm lưới đánh cá tấm lưới đánh cá phát ra lực lượng thôn vệ khổng lồ đám thiên thạch phụ cận lập tức bị hút lấy bạch quang trên tấm lưới chấp động một hồi những thiên thạch bị cắn nuốt kia lập tức phân liệt giải khai, để lộ từng khối từng khối khoáng thạch kỳ chân lung linh đủ màu sắc. Chỉ qua một lát, trong tấm lưới đã tổn trữ đến mấy trăm khối tài liệu chân quý. Hàn lập thấy vậy, vẻ hiếu kỳ với bảo vật này càng tăng. Hàn tiểu hiếu, mặc dù tu vi của ngươi không tính là thấp, nhưng lại không hiểu biết nhiều lắm về cảnh giới đạo tổ. Năng lực của đạo tổ nhất định vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nếu như chúng ta phi hành dưới mặt đất, rất có thể sẽ bị những đạo tổ khác cảm giác được ở không gian thiên ngoại này vẫn an toàn hơn, cự cầm lông xanh lại lên tiếng, thì ra là thế, ánh mắt hàn lập chợt lóe lên, gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Cự cầm lông xanh tăng tốc vỗ cánh, lao vùn vụt về phía trước, nhanh chóng bỏ lại đằng sau hết thảy. Phương hướng phi hành vẫn không hề thay đổi, vẫn một mạch bay thẳng về phía trước. Quanh thân cự cầm lại có hào quang màu xanh nhuộn nhạo dâng trào. Những rung động màu xanh thoạt trông bình thường, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh người. Bất luận thiên thạch phía trước lớn nhỏ bao nhiêu, chỉ cần đụng phải hào quang trên người Cự Cầm thì sẽ lập tức biến mất không chút tăm hơi. Ngay cả một chút trì hoãn đối với tốc độ của Cự Cầm cũng không có. Đương nhiên, kể cả những phong bạo cực hàn, lôi vân hay vòng xoáy hắc ám kia cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Tất cả sẽ lập tức tan rã khi vừa chạm đến với thân thể Cự Cầm, không hề để lại một chút dấu vết. Thần thông của Cự Cầm lông xanh một lần nữa khiến Hàn lập chấn động. Hắn không chỉ một lần được kiến thức thần thông của Chân Linh Vương đây chính là tồn tại tương đương với đạo tổ đại năng, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể khuấy động một tiên vực đến long trời lở đất. Hôm nay được cảm thụ trực tiếp với khoảng cách gần như vậy, càng khiến hắn ý thức sâu sắc được mức độ chênh lệch giống như rãnh trời này. Chương 1266: Thiên Ma Loạn Thần. Hàn Lập khẽ thở dài, tập trung đả tỏa, thu liếm tâm thần, yên lặng vận công. Thiên ngoại hư không mặc dù trùng trùng nguy hiểm, nhưng bù lại, các loại thiên địa nguyên khí lại phi thường nồng đậm, rất phù hợp để tu luyện mà tiểu bạch vẫn đang tiếp tục thúc giục chiếc túi vải màu trắng tận lực vơ vét tất cả khoáng thạch vật liệu trong khu vực phụ cận cự cầm lông xanh vẫn mải miết đưa hàn lập và tiểu bạch bay về phía trước trong nháy mắt đã hơn nửa canh giờ qua đi đúng lúc này mảnh thiên địa trước mặt bọn hắn đột nhiên tối sầm dường như màn đêm vừa thình lình phủ xuống mặc dù đang nhắm mắt tu luyện nhưng hàn lập vẫn cảm ứng được hắn mở to hai mắt chăm chú quan sát quang cảnh trước mặt nhíu chặt lông mày phía trước bỗng nhiên trở nên tối tăm không phải do thiên ngoại hư không có ngày đêm biến hóa mà bởi vì trước mặt cự cầm hiện giờ đã xuất hiện một mảnh hắc vân cực kỳ khủng bố như thủy triều cuồn cuộn ập tới mảnh hắc vân này vặn vẹo không ngừng mơ hồ có thể chứng kiến đủ loại ảnh tử chấp động vô cùng quỷ dị đây là vật gì tiểu bạch bị dị tượng trước mặt thu hút lập tức đình chỉ thu thập khoáng thạch miệng lắp bắp kinh ngạc đây là thiên ma vân chính là vật do vực ngoại thiên ma ngưng tụ mà thành tuy có hình dạng nhưng lại không thực sự là vật chất cũng không thể bị tiêu diệt đây được xem như hiểm họa lớn nhất tại thiên ngoại hư không hai người phải đề phòng một chút nhất là hàn tiểu hữu cự cầm truyền âm nhắc nhở hàn lập hơi dùng mình nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì cự cầm lông xanh đã đâm đầu vào giữa mảnh hắc phân khổng lồ hắn lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo giống như trầm mình giữa làn nước băng giá xung quanh chẳng còn lại gì ngoài một màu đen kịt ngay cả cử cầm lông xanh và tiểu bạch đang ngồi bên cạnh hắn cũng trở nên mông lung lạ thường. Hàn lập không dám nghĩ nhiều, lập tức khởi phát pháp tắc thời gian bảo hộ toàn thân. Nhưng không gian tối tăm xung quanh đột nhiên tuôn ra một loại ba động vô hình kỳ dị, nhanh chóng nuốt chửng thân hình hắn. Không chờ Hàn lập kịp phản ứng, cảnh sát xung quanh đột một biến đổi. Lúc này, hắn bỗng thấy mình đang trơ trọi đứng giữa một không gian vô cùng tối tăm mờ mịt. Cự cầm lông xanh và cả tiểu bạch đều đã biến mất không chút dấu vết. Không gian tâm ma hàn lập nhăn nhó lẩm bẩm nói cũng may hắn đã kịp thời thúc giục luyện thần thuật khiến cho thức hải cảm giác được một hồi thanh lãnh phía trước chợt có một hình bóng lóe lên một vị hắc y thiếu nữ đang thất tha thất thiểu chạy tới đúng là nam cung huyền chỉ thấy mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nàng tóc mai dính bết cả vào trán nàng đang gắng gượng bỏ chạy với vẻ mặt vô cùng kinh hoàng dường như có thứ gì rất đáng sợ đang đuổi theo phía sau phu quân mau cứu ta trí nhớ của ta đã khôi phục rồi phía sau là người của Luân Hồi Điện đang truy đuổi, bọn họ muốn bắt ta dâng cho thiên đình. Mau cứu ta a! À, tiếng cầu cứu của Nam Cung Uyển vô cùng thê lương, cộng với gương mặt như một đóa hoa bị nước mưa vùi dập hiện giờ, quả thực khiến cho ai nhìn thấy cũng phải thổn thức. Chẳng có ai đuổi theo phía sau ngươi cả. Hàn Lập nhìn Nam Cung Uyển với ánh mắt giáo hoành. Phu quân, ta sợ lắm. Nam Cung Uyển trong chớp mắt đã tiến rất gần Hàn Lập, bộ dáng như chim nhỏ sợ cành cong, chỉ trực nhào vào lòng hắn ánh mắt hàn lập lóe lên một tia cổ quái khi nam cung uyển gần như đã nằm gọn trong lòng hắn hàn mang trong mắt hắn chợt lóe lên khoát tay một cái một luồng kim lôi vừa thô vừa to thình lình từ cánh tay hàn lập vọt ra lóe lên một cái rồi tức thì xuyên qua lồng ngực nam cung uyển để lại một lỗ hổng đầy máu phu quân ngươi khóe miệng nam cung uyển đầm đìa máu tươi nàng ngước mắt lên nhìn hàn lập không tin nổi những gì vừa xảy ra với mình huyễn thuật rất bá đạo đáng tiếc lại vô dụng với ta Thân sắc hàn lập vẫn lãnh đạm năm ngón tay đột nhiên búng ra luồng kim lôi thô to kia liền phân chia thành 5 phần từ bốn phương tám hướng nhất tể giáng xuống thân mình nam cung uyển lập tức khiến cho cơ thể mềm mại của nàng tứ phân ngũ liệt nam cung uyển chỉ kịp kêu thảm một tiếng hóa thành một đám khói đen rồi tiêu thất không gian tối tăm xung quanh hàn lập tùy thời biến mất hắn lại thấy mình đang yên vị lưng cự cầm lông xanh như ban đầu hàn lập thở phào nhẹ nhõm nhưng lập tức nhăn nhó mặt mày mặc dù vừa tiêu diệt thành công tâm ma, nhưng ác thi vốn đang bị hàn lập trấn áp trong thể nội bỗng nhiên dục dịch. Đồng thời, tự đáy lòng của hắn dâng lên một loại ác niệm thị huyết sát lục vô cùng mãnh liệt. Hàn lập vội vàng thúc giục lực lượng thần thức và đại ngũ hành Nguyễn thế quyết, trấn áp ác niệm trong lòng. Vậy mà thiên ma lại có thể ảnh hưởng đến ác thi. Hóa ra đây chính là nguyên nhân mà nhạc miện nhắc nhở ta cẩn thận a. À. Hàn lập thầm nghĩ, nhưng không chờ hắn kịp trấn áp lũ ác niệm trong lòng, lại có một luồng ba động vô hình khác từ nơi nào ập đến. Cảnh sắc trong mắt Hàn Lập lại biến đổi, hắn hiện đang lơ lửng giữa một không gian màu tím, còn có một bóng hình thanh tú, yểu điệu, với một thân tử sam động lòng người đang đứng ở chỗ này, quay lưng về phía hắn. Dù chưa thấy rõ tướng mạo, nhưng Hàn Lập chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra người quen. Đây không phải ai khác mà chính là Tử Linh, hắn cho mày, chẳng nói chẳng rằng lao vụt về phía trước, đồng thời vung hai tay lên, một luồng kim lôi vừa thô vừa to lập tức phóng ra từ lòng thủ trưởng của Hàn Lập, với khí thế Bạt Sơn bổ xuống đỉnh đầu Tử Linh. Nhưng thân hình Tử Linh chợt nhoáng lên rồi biến mất tại chỗ. Sau một khắc, nàng đã lăng không xuất hiện cách đó hơn 10 trượng, khiến một kích này của Hàn Lập đánh vào không khí. "Hàn huynh, vì sao ngươi muốn giết ta?" Tử Linh xoay người lại, gương mặt thanh tú giờ đây chỉ có một vẻ kinh nộ. Nàng lớn tiếng chất vấn, Hàn Lập không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhíu mày, liên tiếp vung vẩy hai cánh tay kim lôi ồ ạt phóng ra, điện mang xùy xùy toán loạn giữa không chung một hồi, rồi lập tức ngưng tụ thành một mảnh lôi võng vàng rực, bao phủ trọn vẹn phạm vi hơn 10 dặm quanh đây. Điện mang trên lôi võng chấp động không ngừng, cấp tốc chụp lên người tử linh, để lại trong không gian từng đạo tàn ảnh mờ mịt. Tốc độ công kích cực kỳ mau lẹ, ngay cả tu sĩ đại la cảnh cũng chưa chắc đã kịp phản ứng. Nhưng thân hình tử linh lại nhòa đi một nữa, dường như muốn thuấn di khỏi phạm vi của lôi võng. Có điều, lần này tử linh không thể hoàn toàn né được công kích của hàn lập cánh tay phải của nàng chỉ khẽ chạm phải lôi võng một chút liền nổ tung máu thịt lẫn lộn thê thảm vô cùng xem ra ngươi quả thực muốn giết ta bao năm qua ta toàn tâm toàn ý tu luyện vô cùng khắc khổ chỉ vì một ngày phi thăng tiên giới cùng ngươi song túc song tê đồng tu đại đạo chẳng ngờ tất thảy giờ đều là công dã tràng lại còn bị ái nhân truy sát tử linh nước mắt lưng tròng thần sắc cực kỳ bi phẫn thê lương mặc dù hàn lập biết rõ tử linh trước mặt hắn chính là thiên ma biến ảo nhưng những lời này vẫn khiến hắn rung động tận đáy lòng có điều tâm trí của hắn không vì vậy mà bị ảnh hưởng kim quang trên người tiếp tục đại thịnh chân ngôn bảo luân lăng không hiện ra phía sau lưng hàn lập lập tức lan tỏa vô số gợn sóng màu vàng bao vây tử linh thân thể tử linh lập tức trì trệ ngũ chỉ hàn lập đột nhiên co lại lôi võng lập tức thu nhỏ biến thành một lôi cầu vàng rực như một cái lồng giam tử linh lại bên trong oanh một tiếng, lôi cầu nổ tung, Tử Linh cũng theo đó biến mất, không gian màu tím cũng biến mất theo, Hàn Lập lại trở về trên lượng cự cầm lông xanh. Hiện giờ, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, trong mắt đỏ vằn tia máu, ác niệm trong lòng một lần nữa gia tăng, nhưng Hàn Lập còn chưa kịp thở dốc xong, đã có một luồng ba động thiên ma truyền đến. Ba động lần này cường đại hơn hai lần trước rất nhiều. Ánh mắt Hàn Lập lại hoa lên, rồi hắn chứng kiến bản thân mình xuất hiện trong một không gian xa lạ chính là một thế giới lập lè kim quang. Nơi nơi tràn ngập lực lượng pháp tác thuộc tính kim vô cùng mãnh liệt và quen thuộc, căn bản không cảm thấy chút giả dối nào. Một bóng người cao lớn khoác hoàng bào lơ lửng trên không, rõ ràng là cửu nguyên đạo tổ lý nguyên cứu. Lão giả phát ra uy áp như sâu như biển, thập phần đáng sợ, ép cho xương cốt hàn lập vặn vẹo rắc rắc. Hắn gần như không thể động đậy. Hàn lập, người vụng trộm tiến vào cấm địa cửu nguyên quan ta, đã thương nhị vị đại thánh sứ, quỷ linh tử và diệu pháp tiên tôn, lại còn trợ giúp đám người luân hồi điện cước đoạt trọng bảo. Dựa vào nhân quả trước kia, lão phu mới tha cho ngươi một mạng. Nhưng đa phần người của cửu nguyên quan đều cực lực phản đối. Vậy ngươi hãy chết ở chỗ này đi, Lý Nguyên cứu với khuôn mặt già nua hốc hác, lạnh lùng bấm niệm pháp quyết. Vô số kim quang đồng loạt nở rộ khắp không trung, một cây thần đao kim sắc chừng ngàn trượng thình lình xuất hiện, hung hăng chảm xuống đầu hàn lập. Xoẹt một tiếng, lưỡi đao vàng rực đi đến đâu là xé rách không gian đến đó, để lại một vết nứt không gian rất dài đồng từ hàn lập co rụt lại hắn toàn lực vận chuyển đại ngũ hành nguyễn thế quyết và luyện thần thuật kim quang trên người hắn đột nhiên sáng ngời chỉ nghe thanh âm vỡ vụn ầm ầm vang lên hàn lập đã kịp giải phóng thân mình khỏi sự trói buộc của áp lực gương mặt hắn vẫn lạnh lùng không hề để tâm đến lưỡi đao sắc bén đang cấp tốc bổ xuống đầu mình hắn lặng lẽ xuất ra một quyền tiếng va chạm ầm ầm vang vọng khắp nơi thanh bảo đao kim sắc run rẩy lắc lư kịch liệt khi bị đánh bay ngược trở về. Sau đó, bảo đao ầm ầm nổ tung tán loạn, hóa thành một cơn mưa lấp lánh ánh vàng vô cùng đẹp mắt. Da thịt chỗ nắm đấm của Hàn Lập cũng bị chóc một mảng, thậm chí lộ cả xương cốt trắng hiếu, bê bết máu tươi. Nhưng hắn chẳng buồn để ý, Lý Nguyên cứu thấy vậy chỉ cười lạnh, tiếp tục vung hai tay lên, phát ra kim quang trói mắt. Vô số quang điểm bừng lên trong hư không như pháo hoa. Đỉnh đầu Hàn Lập giờ đây chi chít cơ man những vệt sáng. Từng đạo kiếm ảnh kim sắc, một thanh núi tiếp một thanh thi nhau hiện ra, không biết bao nhiêu mà kể. Vèo, 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 quần kiếm ảo ảo phóng xuống như mưa, tạo thành một mảnh kiếm vũ dội lên đầu hàn lập. Ba động pháp tác thuộc tính kim vô cùng mạnh mẽ ùn ùn kéo đến, dường như muốn biến thân thể hàn lập thành tổ ong vỏ vẽ. Hư không phụ cận bị xuyên thủng hàng ngàn, hàng vạn lỗ. Kim quang bay múa dập trời, khung cảnh yên giờ chẳng khác nào một trận đại phá diệt. Hàn lập không màng đến tình huống chung quanh, hắn lao lên phía trước như một tia chớp, đánh về phía cửu nguyên đạo tổ, mặc cho thân thể bị kiếm quang xuyên thùng, để lại cả trăm lỗ máu. Suốt cuộc, Hàn Lập cũng đã áp sát trước mặt Lý Nguyên Cứu. Lý Nguyên Cứu vẫn ung dung cười lạnh, một tay vỗ lên đầu Hàn Lập. Toàn bộ phiến không gian màu vàng dường như bị một kích này của Lý Nguyên Cứu dẫn động, lập tức tập trung đè ép thân hình Hàn Lập. Nhưng đúng lúc này, toàn thân hắn bỗng nhiên nở bừng kim quang cực kỳ chói mắt. Lực lượng pháp tắc thời gian vô cùng cường đại lập tức tràn ngập khắp không gian, đánh lui hết thảy áp lực xung quanh Hàn Lập. Tốc độ của hắn đột một bạo tăng mấy chục lần, cả người lập tức hóa thành một mũi tên vàng trói lọi mà mắt thường không thể nhìn thẳng, lóe lên một cái, xuyên qua thân hình già nua của Lý Nguyên Cứu. Oanh một tiếng, thân hình Lý Nguyên Cứu nổ tung, phiến không gian kim sắc cũng theo đó biến mất ngay lập tức. Hàn Lập hoa mắt một trận, lần thứ ba thấy mình trở về trên lưng cự cầm lông xanh. Toàn bộ thương thế vừa rồi trên người hắn đã biến mất, có điều cặp mắt đã có quá nửa biến thành màu huyết hồng. Cả người không ngừng run lên bần bật, không tốt, Hàn Lập dốc toàn lực áp chế ác niệm trong lòng nhưng không thành công. Ý niệm giết chóc càng ngày càng mạnh, nhưng vào thời khắc này, trước mặt hắn chợt có ánh sáng lóe lên. Cự cầm lông xanh đã kịp thời ra khỏi phạm vi của Thiên Ma Vân, không còn bị ảnh hưởng bởi Thiên Ma chi lực, ác niệm trong lòng Hàn lập tức đình chỉ gia tăng. Hiện giờ, hắn đã miễn cưỡng khống chế được Hàn lập thở dốc một hơi, âm thầm suýt xoa may mắn. May mà cử cầm ra khỏi ma vân đúng lúc, nếu như tiếp tục lưu lại bên trong, chỉ e hiện giờ hắn đã bị ác niệm khống chế, cuồng tính đại phát. Tiểu Bạch ngồi bên cạnh trước đó cũng run rẩy thống khổ, nhưng giờ cũng từ từ mở to hai mắt, thần sắc đã dễ nhìn hơn nhiều. Chương 1267, không trốn dung thân. Các ngươi vẫn ổn chứ? Cự cầm lông xanh tỏ ra quan tâm. Không sao, bên trong thiên ma vân quả nhiên rất đáng sợ, thiên ma biến ảo tầng tầng lớp lớp, càng về sau càng trở nên lợi hại, thiếu chút nữa ta đã không ngăn cản nổi. May thay, người kịp thời bay ra, nếu không, chỉ e ta sẽ triệt để xa lầy. Hậu quả thật khó mà tưởng tượng, tiểu bạch nghĩ lại vẫn cảm thấy dùng mình sợ hãi. Đương nhiên, bằng không, lý nào thiên ma vân lại được xưng tụng là tồn tại đáng sợ nhất thiên ngoại hư không? Thực ra, phiến ma vân vừa rồi vẫn còn khá nhỏ. Nếu như gặp phải thiên ma vân chân chính, ta cũng không thể nào nhất thời nửa khắc thoát ra. Cự cầm đáp, không ngờ thiên ngoại hư không lại nguy hiểm như thế. Ta nghĩ về sau vẫn nên thành thành thật thật ở phía dưới hoạt động là hơn. Mặc dù chậm chạp đôi chút, nhưng ít nhất cũng an toàn. Đúng rồi, còn người thế nào, chủ nhân? Tiểu Bạch than thở một chút rồi quay sang hỏi thăm Hàn Lập. Hàn Lập hiện vẫn một mực nhắm mắt đả tỏa, lông mày hắn vẫn nhíu chặt, không hề mở miệng nói chuyện. Thân thể mơ hồ bị một luồng khí tức hung sát quấn lấy. Dường như là nghe thấy Tiểu Bạch hỏi thăm, Hàn Lập đột nhiên mở trừng cặp mắt. Nhãn cầu có huyết quang chấp động nhẹ nhẹ, ánh mắt của ngươi, chẳng lẽ đã bị thiên ma khống chế? Thiên ma giỏi lắm, lập tức cút ra khỏi cơ thể chủ nhân ta. Tiểu Bạch bị dọa đến mức nhảy dựng lên, quát to. Không sao, ta vẫn chưa bị thiên ma khống chế, chỉ bị nó quấy nhiễu một chút mà thôi. Hàn Lập chậm rãi nói, Tiểu Bạch quan sát Hàn Lập vô cùng chăm chú, ánh mắt lộ rõ vẻ trần chờ, lo lắng. Hào tiểu tử, ta còn tưởng với tình cảnh hiện giờ, khẳng định ngươi không thể nào thoát khỏi ảnh hưởng của thiên ma vân. Quả thực không ngờ rằng ngươi lại có thể tự mình trèo trống. Nhưng với bộ dạng hiện tại, hẳn là ác niệm trong lòng đang bộc phát, không thể nào áp chế phải không? Cự cầm lông xanh khẽ cười, thản nhiên nói, tiền bối tuệ nhãn như đuốc, quả thực không gì qua mắt được người. Hàn lập cười khổ, ác niệm trong thể nội hắn mặc dù không tiếp tục gia tăng, nhưng cũng không yếu bớt. Hơn nữa, lần này lũ ác niệm bộc phát hoàn toàn khác trước. Mặc kệ hắn thúc giục pháp tắc thời gian như thế nào, còn có cả cách nguyên pháp liên, cũng không thể nào hảo hảo áp chế. Tam thi có liên hệ mật thiết với căn cơ tín niệm và nguyên thần, vô cùng huyền bí. Ta không rõ người đã dùng thủ đoạn gì, hoặc đã trải qua cơ duyên tạo hóa bực nào, rõ ràng tu vi còn chưa đủ đã cưỡng ép triệu hoán ác thi. Hiện giờ, ác thi đã thực sự lớn mạnh, tuy người cũng có một chút thủ đoạn chân áp, nhưng dưới ảnh hưởng thiên ma vân, việc ác niệm bộc phát là không thể tránh khỏi ngươi phải mau chóng tìm biện pháp trảm thi, bằng không, sớm muộn gì ngươi cũng bị ác thi kia đoạt xá, chiếm lấy thân thể. Cự cầm lông xanh lại nhàn nhạt giảng giải một hồi, Hàn Lập nghe xong, sắc mặt âm trầm bất định, chìm vào suy tư. Những lời nhạc miệng vừa nói, hắn cũng từng suy nghĩ qua hết thảy, làm sao lại không muốn hoàn toàn chém dụng ác thi. Nhưng hiện giờ, một là tu vi chưa tới, hai là chưa hiểu được bao nhiêu tâm đắc trảm thi. Quả thực hắn không có nắm chắc việc này cửa cầm lông xanh không nói thêm gì nữa, lẳng lặng phi hành. Gần nửa ngày qua đi, cửa cầm đột nhiên giảm độ cao, một lần nữa bay xuyên qua thiên phong vực và thanh minh vực, trở về mặt đất. Quang cảnh phía dưới là một mảnh sơn mạch um tùm xanh tốt. Bọn hắn đã trở về man hoang giới vực, bay thêm một chút nữa, trước mặt bọn hàn lập liền sừng sướng hiện ra một tòa sơn phong vô cùng hoành tráng, đúng là bát hoang sơn. Hàn lập âm thầm khiếp sợ trước tốc độ của nhạc nguyệt. Trước đây, hắn phải mất vài thập niên phi hành mới từ bát hoang sơn đến được đại kim nguyên tiên vực vậy mà nhạc miệng không mất đến một ngày đã đưa bọn hắn trở lại nơi đây mục quang hàn lập chợt lóe thân hình hắn khẽ động lập tức phóng từ trên lưng cửa cầm xuống dưới lơ lửng đứng giữa hư không ôm quyền thi lễ với nhạc miện. đa tạ nhạc tiền bối đã đưa tại hạ trở về man hoang có điều thân phận của tại hạ tương đối đặc thù e rằng lưu lại bát hoang sơn sẽ khiến nhân sinh chán ghét vậy tại hạ xin dừng lại ở đây hàn lập vừa nhảy khỏi lưng cự cầm cũng đình chỉ phi hành toàn thân cự cầm đại phóng thanh quang vô cùng trói mắt khôi phục hình người trong khoảnh khắc nhạc miệng khẽ liếc hàn lập rồi nhàn nhạt nói tùy ngươi ha ha hàn tiểu hữu đã đến bát hoang sơn lẽ nào lại không vào trong ngồi một chút nếu không chẳng phải man hoang chúng ta đã quá mức thất lễ hay sao đột nhiên có một thanh âm hùng hậu vang lên một thân ảnh màu trắng thình lình xuất hiện đúng là bạch trạch đang mỉm cười nhìn hàn lập bạch trạch tiền bối hàn lập kho mình hành lễ không dám chậm trễ tiểu bạch cũng lập tức ôm quyền hàn tiểu hữu quả nhiên bất phàm vừa xuất thủ đã có thể khiến cho cửu nguyên quan long trời lở đất lý nguyên cứu là nhân vật bực nào mà cũng phải chịu thiệt thòi lớn như vậy thống khoái thực sự thống khoái bạch trạch lại cười vang dường như vô cùng đắc ý đương nhiên rồi ta và chủ nhân liên thủ đánh cho cửu nguyên quan thất thất bát bát ngay cả tứ đại thánh sứ của cửu nguyên quan cũng có hai kẻ bị đánh cho té cứ té đái, ôm đầu mà chạy. Tiểu Bạch nhanh nhỏ chấp thời cơ, hoa chân múa tay rối rít. Những việc vừa rồi đều do Luân Hồi Điện một tay gây nên. Tại hạ chỉ may mắn gặp thời, vô tình tham dự mà thôi. Hàn Lập không màng đến Tiểu Bạch khoác lác, chỉ hơi hợt đáp. Bị cuốn vào vòng xoáy lớn như vậy của cửu nguyên quan mà vẫn có thể toàn thân trở ra, quả không dễ dàng. Lại nói, lúc trước khi Tiểu Hữu rời đi, Tu Vi mới chỉ là thái ất cảnh đỉnh phong, nhưng hiện giờ đã đạt đến đại la cảnh sơ kỳ. Hơn nữa, bộ dáng chỉ còn cách trung kỳ một chút. Lấy nhục thai phàm thể của của nhân tộc mà có thể tu luyện với tốc độ bực này, ngay cả ta và ngươi năm đó cũng không nhanh như thế. Bạch trạch ý cười vẫn chưa tận, vừa khen ngợi Hàn Lập, vừa liếc nhìn nhạc miệng đầy thâm ý. Tiền bối khen chật rồi, Hàn Lập bất động thanh sắc, từ chối cho ý kiến. Hàn tiểu hữu hà tất phải khiêm nhường, cơ duyên cũng là một loại thực lực. Hành trình cử nguyên quan lần này, cảm tạ hàn tiểu hữu đã chiếu cố tiểu bạch đảm bảo bình an cho nó bạch trạch lắc đầu cười cười rồi quay sang đánh giá tiểu bạch một phen hàn lập lại tiếp lời tiểu bạch là bằng hữu của tại hạ ta tất nhiên sẽ bảo vệ nó thật chu toàn hơn nữa thần thông của tiểu bạch cũng đủ cường đại tự bảo vệ mình không thành vấn đề tại hạ cũng chưa phải thực sự xuất thủ về phần có thể phản hồi man hoang giới vực bình an tất cả đều may mắn nhờ vào nhạc miệng tiền bối hàn lập cười cười mấy lời cảm tạ không cần nói nữa. Có điều, nếu như Hàn Tiểu Hữu đã đến bát hoang sơn, vậy nên vào trong ngồi một chút. Bạch Trạch lắc đầu, tiếp tục khuyên nhủ Hàn Lập, đa tả thịnh tình của tiền bối. Nhưng hiện tại thân thể của tại hạ bất ổn, phải tìm địa phương tu luyện ngay lập tức. Kính xin Bạch Trạch tiền bối thứ lỗi. Hàn Lập ôm quyền cáo lỗi. Bạch Trạch cao thấp đánh giá Hàn Lập một phen, ánh mắt có chút kinh ngạc. Nếu như Hàn Tiểu Hữu quả thực đang có chuyện phải làm, bổn tỏa cũng không mạnh mẽ lưu ngươi lại cách đây 30 vạn dặm theo hướng đông là Thúy Vân Sơn Mạch. Nơi đó sở hữu thiên địa linh khí nồng đậm, lại không có bộ tộc man hoang nào chiếm cứ. Người có thể đến đó bế quan, đa tạ bạch trạch tiền bối chỉ điểm, hàn lập lập tức vui vẻ bái tạ, chủ nhân, ta cùng đi với ngươi. Vương thượng bạch trạch, nếu như Thúy Vân Sơn Mạch cách đây không xa, vậy ta cũng qua bên đó tu luyện được không? Tiểu bạch lại cuống lên, cầu xin bạch trạch, không được, việc tu luyện của người ta đã an bài xong xuôi người phải lưu lại bát hoang sơn bạch trạch lập tức nghiêm mặt được rồi tiểu bạch không dám nhiều lời nữa nhị vị tiền bối tiểu bạch tại hạ trước tiên xin cáo từ hàn lập không dám chậm trễ liền ôm quyền từ biệt sau đó hóa thành một đạo kinh hồng bay vọt về phía đông ba người bạch trạch chờ hàn lập đi khuất rồi mới trở lại bát hoang sơn hàn lập phi hành một mạch theo hướng đông không lâu sau đã dừng lại phía trên thúy vân sơn mạch núi non đất đá nơi đây cùng mang một màu xanh biếc thoạt nhìn có chút kỳ lạ nhưng thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm so với lời bạch trạch nói không hề sai đúng là địa phương bế quan tuyệt hảo vô cùng thích hợp với tình huống hiện tại của hàn lập hàn lập đè nén hưng phấn tìm cho mình một ngọn núi rồi lập tức khai mở động phủ hắn cũng không quên bố trí cấm chế pháp trận xung quanh làm xong hết thảy hắn liền mở ra quang môn rồi nhanh chóng tiến vào bên trong hoa chi động thiên đề hôn và kim đồng đã sớm chờ ở lối vào hàn lập vừa hiện thân nhị nữ đã vội vàng tiến lại hỏi thăm đề hôn, tình huống của ta khi ở trong thiên ma vân, chắc hẳn ngươi đã rõ ràng. Hiện tại, ngươi hãy giúp một tay, thử tìm biện pháp áp chế ác nghiệp. Hàn lập đi thẳng vào vấn đề, sau đó khoanh chân ngồi xuống đả tọa, hai mắt nhắm nghiền. Đề hôn khẽ gật đầu rồi đặt tay lên đỉnh đầu hàn lập. Hào quang đỏ thấm bừng lên khắp người nàng, rồi phủ xuống từ đỉnh đầu hắn, bao bọc toàn thân hàn lập trong hào quang. Hàn lập đau đớn rên một tiếng, tiên khiếu trên thân nhao nhao bừng sáng, lập lè bất định lại có sát khí màu đen cuồn cuộn phóng ra lượn lờ quanh thân chẳng khác gì một vật sống lũ sát khí này chỉ cần chạm đến màn hào quang đỏ thẫm bao quanh hàn lập liền phát ra thanh âm xì xì rồi bị triệt tiêu dù vậy sát khí trong cơ thể hàn lập càng ngày càng tuôn ra nhiều xu thế chỉ tăng không giảm kim đồng hiển nhiên đã ý thức được dị trạng trên thân hàn lập nên cũng thức thời giữ im lặng nàng chỉ là lẳng lặng thủ hộ ở một bên lom lom quan sát nhất cử nhát động của hàn lập tính toán hộ pháp cho hai người nhưng trọn vẹn ba ngày ba đêm về sau lượng sát khí quanh quẩn trên thân hàn lập vẫn không mảy may yếu bớt kim đồng lo lắng ra mặt ánh mắt của nàng không ngừng đảo qua đảo lại trên người hàn lập và đề hồn đã mấy lần kim đồng định lên tiếng nói gì đó nhưng rốt cuộc đều kìm lại được trong lòng nàng biết rõ tình trạng của hàn lập hiện giờ hết sức nguy cấp không thể sai sót mảy may kim đồng chỉ thầm bực bội vì thần thông của mình mặc dù không nhỏ nhưng lại chẳng giúp ích được gì cho hàn lập đại thúc Ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì a à. Kim đồng âm thầm cầu khấn, đề hồn, dừng lại đi, hàn lập đột nhiên mở to hai mắt, chủ nhân, dường như ác niệm trong lòng ngươi so với trước đây có chút bất đồng. Đề hồn nghe vậy liền thu tay, trần trừ một chút rồi mới lên tiếng. Ngươi đã nhìn ra, hàn lập cười khổ một tiếng, còn chưa kịp nói tỉ mỉ cho đề hồn, liền đưa tay ra giấu cho kim đồng đừng mở miệng. Xem ra, ác niệm quấn thân, hiện giờ đã không thể tiêu trừ được nữa rồi biện pháp duy nhất chính là đập nồi dìm thuyền, mau chóng chảm thi, tiến giai đại la trung kỳ. Nhưng chảm thi dễ dàng vậy sao? Hàn Lập không có sư tôn chỉ điểm, lần trước gặp mặt di la lão tổ, bởi vì thời gian có hạn nên cũng chưa đề cập đến sự tình chảm thi. Xem ra, lần này hắn chỉ có thể tự mình tìm kiếm. Hàn Lập trầm ngâm một lát, nhưng thu hồi tâm tư rất nhanh, sau đó phân phó để hồn và kim đồng. Kế tiếp, ta sẽ mở ra không gian tranh lệch thời gian để bế quan, gấp rút đả thông những tiên khiếu còn lại, tiến giai đại la trung kỳ. Các ngươi không nên lo lắng quá mức, hảo hảo tu luyện. Bây giờ, ngoại trừ man hoang chi địa, chân tiên giới tuy rộng lớn, nhưng chúng ta lại không có trốn dung thân. Nếu như các ngươi có thể đề thăng thực lực thêm một phần, về sau mới có thể hảo hảo giúp ta một tay. Dứt lời, hắn liền phóng xuất linh vực, bao phủ phạm vi vài chục trượng xung quanh. Hàn lập thúc dục chân ngôn bảo luân, phối hợp cùng quang âm thiên tuyển đại trận, thi triển không gian tranh lệch thời gian ngay lập tức, thời gian lưu tốc trong phạm vi linh vực của hắn tăng lên gấp vạn lần. Mặc dù Đề Hồn và Kim Đồng rất lo lắng cho tình hình của Hàn Hiện tại, nhưng Trần chờ một chút, cũng lần lượt ngoan ngoãn ngồi xuống hai bên trái phải Hàn Lập, bắt đầu tu luyện. Chương 1268: Bình cảnh Trảm thi. Lúc này, Hàn Lập không tu luyện ngay, mà mang tài liệu chân bảo lấy từ trong động phủ của Quỷ Linh Tử ra bán trước, đưa từng cái vào trong luân hồi điện. Trên người hắn bây giờ không có nhiều tiên nguyên thạch cần tranh thủ thời gian tích chữ một ít dự phòng. Cũng may hắn lấy được đống tài liệu này trong động phủ quỷ linh tử, tạm thời không lo tiêu phí tiên nguyên thạch. Sau khi làm xong những việc vật này, Hàn Lập nhắm mắt ngồi xuống, thi triển đại ngũ hành huyễn thế quyết bắt đầu tu luyện, trùng kích tiên khiếu còn lại. Ồ, ngay khi bắt đầu trùng huyệt, trong lòng Hàn Lập đột nhiên hơi động, mở mắt ra. Trùng kích tiên khiếu thuận lợi lạ thường, không chút trở ngại nào, cảm thụ đã thông tiên khiếu so với trước kia lại hoàn toàn khác biệt. Dựa theo tiến độ này, không đến mấy năm, đã có thể đả thông một tiên khiếu, ở trong không gian tranh lệch này thậm chí coi như không cần tính. Sau một hồi kinh ngạc, Hàn Lập âm thầm suy đoán, chẳng lẽ những tiên khiếu còn lại ở trạng thái nửa mở nửa khép liên quan tới việc ta kích phát ác thi hay sao? Thế nhưng, hắn nhanh chóng không nghĩ về những chuyện này nữa, chú tâm trùng kích tiên khiếu. Nháy mắt đã qua hơn 10 năm, kim quang trên bả vai Hàn Lập lóe lên, một tiên khiếu đã được quán thông. Trong lòng của hắn đầu tiên là vui mừng nhưng sau một khắc lông mày chợt nhíu lại tiên khiếu đả thông thực lực hắn tăng lên trong chớp mắt lực lượng phong ấn ác thi trong đầu hắn cũng tăng lên một chút cách nguyên pháp liên phong ấn trên người ác thi tựa hồ cũng bị đẩy ra hơn sát khí vần quanh người nó cũng theo đó tăng lên ha ha không cần vùng vẫy lực lượng của ngươi càng tăng ta càng trở nên mạnh hơn sớm muộn đến ngày ta hoàn toàn thoát khỏi phong ấn này đến lúc đó thân thể của ngươi chính là của ta âm thanh ác thi nhe răng cười quanh quẩn trong não hải hàn lập Hàn Lập chẳng để ý lời ác thi lại nhảy, sau một lát trầm ngâm, hắn lại nhắm mắt, tiếp tục trùng kích tiên khiếu. Thời gian trôi qua từng khoảnh khắc, nháy mắt đã qua ba vạn năm. Toàn thân Hàn Lập lượn lờ ánh kim quang, từng điểm sáng nhỏ lấp lánh màu vàng óng, tổng cộng 839 điểm. Khí tức trên người hắn gần như khổng lồ gấp đôi, so với mấy đại la trung kỳ như Diệu Pháp Tiên Tôn hay Quỷ Linh Tử cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là, sát khí hung ác quanh người Hàn Lập cũng nồng đậm hơn nhiều, mi tâm của hắn còn có hắc khí lượn lờ ẩn ẩn ngưng tụ thành một phù văn kỳ lạ đám phù văn này nhìn rất giống một khuôn mặt dữ tợn hung ác trên đó hắc mang chớp sáng như thể lúc nào cũng có thể chui khỏi mi tâm hàn lập ra ngoài kim quang trên người lóe lên rồi thu lại hắn mở to mắt ra bên trong mắt hắn bây giờ chớp sáng huyết quang cơ hồ chiếm nửa đồng tử con người màu đỏ sậm lộ vẻ điên cuồng nhưng bình thường ánh mắt lại rất yên tĩnh nhìn qua cực kỳ mâu thuẫn hàn lập nhìn những điểm sáng vàng óng chấp nháy trên người Khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng. Lần đả thông tiên khiếu này thuận lợi vượt sức tưởng tượng của hắn, chỉ hơn vạn năm, đả thông toàn bộ tiên khiếu tiến giai đại la trung kỳ, chỉ còn lại một tiên khiếu cuối cùng không động. Hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt cho việc trảm thi, thế nhưng cũng không thể kéo dài nữa, giờ phút này hắn sinh ra ác nghiệp, trong đầu luôn vang vọng tiếng cười điên cuồng của ác thi. Nếu không phải thần hồn hắn cường đại, tâm trí kiên định, có lẽ đã sớm không chịu nổi kim đồng và đề hồn ở bên cảm ứng được hàn lập tỉnh lại đều đình chỉ tu luyện ba vạn năm bế quan đối với tu vi hai người bây giờ cũng không quá dài hơn nữa hai người luôn để tâm tới an nguy hàn lập tu hành dĩ nhiên khó tránh khỏi phân tâm cho nên tu vi họ dù đều tăng lên nhưng lại không rõ rệt kim đồng thấy đồng tử nửa đỏ của hàn lập lại thêm quanh người tràn ngập sát khí liền quan tâm nói đại thúc thúc không sao chứ mấy năm này tiên khiếu tăng nhiều hình như hình như vẫn có thể chống chọi được không cần lo lắng Hàn Lập đáp, đề hồn nhìn điểm sáng trên người Hàn Lập hỏi, chủ nhân, người đã đả thông tiên khiếu còn lại, phải chăng tiếp theo muốn bắt đầu trảm thi. Coi như thế đi, thế nhưng trước đó còn cần chuẩn bị một chút. Hàn Lập trầm ngâm nói, giống như đang suy nghĩ điều gì. Đề hồn với kim đồng lướt nhau, không hề mở miệng quấy dày. Im lặng một lát, Hàn Lập bấm niệm pháp quyết thi pháp, thu hồi linh vực, nhìn hai người kim đồng nói. Kim đồng, đề hồn, tiếp theo ta muốn bắt đầu chuẩn bị một chút để trảm thi, hai người các người đợi ở bên ngoài hộ pháp cho ta cả hai gật gật đầu đứng dậy bay ra bên ngoài sai khi hai người rời đi hàn lập lại tính tọa một lát hắn lật tay lấy ra mặt nạ luân hồi điện màu đen đeo vào mở ra giao diện giao dịch hắn khẽ bấm quyết trên đó hiện lên một nhiệm vụ treo thưởng nội dung tìm mua phương pháp hoặc tâm đắc chảm ác thi đại la cảnh sơ kỳ đây là nhiệm vụ hắn ban bố trong luân hồi điện trong lúc bế quan tu luyện nhiệm vụ này nhận thù lao rất cao tiên nguyên thạch các loại chân bảo còn có thời gian đạo đan các loại thần thông bí thuật thậm chí ngũ lôi chính pháp chân kinh cũng ở trong số đó mặc dù Hàn lập đưa ra thù lao cực kỳ quý báu đáng tiếc đến nay vẫn không ai hỏi tới thấy cảnh này hắn thở dài nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ chảm thi chính là yếu tố quyết định tiến giai của tu sĩ đại la cảnh trước đó tu sĩ tiến giai kim tiên thái ất thậm chí tiến giai đại la đều có dấu vết để lần theo đơn giản là tiên linh lực thần hồn chi lực biến hóa của pháp tác chi lực chỉ cần có dấu vết để lần theo là có thể tìm tới phương pháp phụ trợ tương ứng. Nhưng Trảm thi thì khác, nó liên quan tới chấp niệm bản thân, hư vô mờ mịt, nhìn không thấy, sờ không được. Hơn nữa tu sĩ Đại La cảnh vốn đã rất thưa thớt, muốn tổng kết một bộ phương pháp hoặc tâm đắc hữu hiệu là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng, tiền giới đã tồn tại qua vô số năm tháng, các đại tông môn thế lực nhiều đời tìm kiếm, vẫn tìm được một vài phương pháp được gọi là Trảm thi thuật. Trảm thi thuật này rất chân quý, thực sự là thứ đồ trọng yếu của một tông môn, không ai lấy ra trao đổi cũng là chuyện dễ hiểu. Hàn Lập tuyên bố nhiệm vụ này cũng chỉ ôm suy nghĩ vạn nhất, hiện tại xem ra muốn tìm kiếm phương pháp trảm thi từ trong luân hồi điện trung quy là không thực tế. Chuyện tới nước này hắn chỉ có thể nghĩ tới một phương pháp. Hàn Lập lật tay lấy ra một vật, chính là trưởng thiên bình. Không có cách nào, hắn chỉ có thể liều máng hao tổn sợi tơ thời gian pháp tắc, lại thử xuyên không trở về quá khứ, xem có thể thỉnh giáo di la lão tổ hay không. Hàn Lập thi triển đại ngũ hành nguyễn thế quyết thúc giục trưởng thiên bình, đồng thời kêu gọi bình linh. Nhưng bất kể hắn gọi thế nào, từ đầu chí cuối bình linh không hề đáp lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Lập nhăn mày, sau lần ở cửu nguyên quan lúc trước, bình linh mất đi liên hệ với hắn, bây giờ đã qua lâu như vậy mà vẫn không phản ứng gì. Hắn không cam lòng, tiếp tục kêu gọi bình linh, đáng tiếc Thủy Trung không được đáp lại. Tâm Hàn Lập từ từ trầm xuống, không có bình linh hỗ trợ, muốn xuyên không chính xác về chân ngôn môn là điều không thể. Nếu không có chảm thi thuật tương trợ, chỉ dựa vào sức lực bản thân, cưỡng ép chảm thi, khả năng thành công sẽ giảm mạnh. Đúng thời khắc này, một chùm sáng trắng từ cửa không gian hoa chi bay vào. Đó là một cái truyền âm phù, hàn lập hơi giật mình, lập tức nắm tay vào hư không, bắt lấy truyền âm phù, bóp chặt. Truyền âm phù hóa thành một chùm sáng màu trắng, tiếng đề hồn từ trong bạch quang truyền ra, chủ nhân, một người tên Liễu Nhạc Nhi đến đây bái phỏng, nói là chỗ quen biết cũ, người có biết ai như vậy không? Nhạc nhi, để nàng vào động phủ, đuôi lông mày hàn lập khẽ động, lập tức cất giọng nói. Vâng, đề hồn đáp ứng một tiếng, ánh sáng trắng phiêu tán biến mất. Hàn lập đứng lên, yên lặng suy nghĩ rồi vươn người bay khỏi không gian hoa chi, đi ra ngoài đại sảnh động phủ. Trong đại sảnh, ngoại trừ kim đồng và đề hồn, còn có một thiếu nữ áo xanh, chính là liễu nhạc nhi. Khí tức trên người liễu nhạc nhi cuồn cuộn, tu vi so với lần gặp trước tinh tiến hơn rất nhiều, dường như gần đạt tới đại la trung kỳ giống hắn. Liễu Nhạc Nhi nhìn thấy bộ dáng lúc này của Hàn Lập hơi sừng sốt, sau đó bay nhào tới, Nhạc Nhi vẫn trông mong ca ca trở về, có thể gặp lại huynh bình an vô sự thật là quá tốt. Hàn Lập còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền cảm thấy một thân thể mềm mại nhào vào trong ngực. Sau một khắc, hắn lập tức cảm thấy hai ánh mắt nóng hừng ngực nhìn sang, không khỏi đưa thay sờ sờ mũi. Kim Đồng và Đề Hồn liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ rời đại sảnh không chút tiếng động, để không gian này lại cho Hàn Lập với Liễu Nhạc Nhi. Nhạc Nhi, sao muội lại tới? Hàn Lập nhẹ nhàng vuốt đầu Liễu Nhạc Nhi hỏi. Liễu Nhạc Nhi cười nói, lúc ở Bát Hoang Sơn tu luyện, Bạch Trạch Phương Thượng đã nói cho muội biết ngươi ở chỗ này, muội lập tức chạy tới. Hàn Lập ấm áp trong lòng, ác niệm quay cuồng trong đầu giường như cũng bị xua tán đi chút ít. Liễu Nhạc Nhi chờ đợi nhìn Hàn Lập nói, ca ca, lần này huynh tới man hoang, cũng đừng đi nữa. Nơi này tài nguyên tu luyện phong phú, cũng không có người của Thiên Đình, sẽ không có ai gây bất lợi cho huynh. Nhạc Nhi ngoan, ý tốt của muội ta xin ghi nhận, thế nhưng ta ở bên ngoài còn rất nhiều chuyện cần xử lý, lần này đến man hoang cũng không thể ở lâu, chẳng mấy chốc sẽ lại rời đi. Vẻ mặt Liếu Nhạc Nhi thoáng buồn, nhưng rất nhanh khôi phục lại, cười nói, tốt kha. Muội biết ca ca là người làm đại sự, tiểu muội sẽ không ép huynh ở lại, nhưng sau này muội muốn huynh thường xuyên trở lại thăm muội. Được, nếu rảnh tất nhiên ta sẽ đến man hoang vài chuyến nhìn thấy liễu nhạc nhi trong lòng hắn cũng khá cao hứng hỏi thăm qua tình hình gần đây được biết nàng cùng với các tộc tinh anh lại tập trung đến bát hoang sơn một lần nữa ở trong một không gian thần bí do bạch trạch liên thủ với nhạc miệng bố trí tu luyện ca ca con mắt của huynh sao thế lại còn trên người huynh sao có ác niệm mãnh liệt quấn quanh như vậy liễu nhạc nhi nhìn hàn lập lo lắng hỏi hàn lập hời hợt đáp hắn cũng không muốn để liễu nhạc nhi lo lắng trước mắt ta định chém ra ác thi thử tiến giai đại la cảnh trung kỳ kết quả xảy ra chút đường rẽ bị ác niệm quấn thân muội không cần lo lắng đợi hoàn toàn chém bỏ ác thi thì sẽ không sao chém ác thi tu vi của huynh tinh tiến thật nhanh thế nhưng muội nghe bạch trạch vương thượng nói tu vi tăng lên quá nhanh thể ngộ đối với mỗi cảnh giới sẽ không đủ bất lợi cho tu luyện về sau nhất là tiến giai đại la cảnh sau này càng phải cẩn thận thể ngộ mỗi tiên khiếu tăng lên nếu không sẽ không thuận lợi chảm thi tiến dai. Quả thực như vậy, Hàn Lập gật đầu, rất tán thành. Liễu Nhạc Nhi hơi trần chờ hỏi, muội nhớ ca ca vẫn luôn tu luyện một thân một mình, cũng không có sư môn truyền thừa, lần này chảm thi, huynh có chảm thi thuật thích hợp tương trợ bản thân chưa? mươi 1269, sáng đi chiều đến. Không có, những năm này ta cũng tìm kiếm nhiều nơi, nhưng đến nay vẫn không tìm được chảm thi thuật thích hợp cho bản thân. Hàn Lập lắc đầu nói, như vậy sao được, không có chảm thi thuật tương trợ, khả năng chảm thi thành công cực kỳ thấp. Sắc mặt Liễu Nhạc Nhi khẩn trương nói, khả năng thấp, nhưng cũng phải tận lực thử một lần, nếu không thì ngay cả một tia thành công cũng không có. Hàn Lập cười cười, nói ra, mới đây, khi ta sắp tu luyện tới Đại La Sơ Kỳ Đỉnh Phong, Liễu Thanh Tộc trưởng ban cho ta một môn chảm thi thuật, để cho ta từ từ lĩnh hội, ca ca ngươi cũng xem qua thuật này một chút đi, nói không chừng cũng thích hợp với ngươi. Liễu Nhạc Nhi nhìn bốn phía một chút, lật tay lấy ra một viên ngọc giản, vội vàng kín đáo đưa cho Hàn Lập, đồng thời truyền âm nói. Nhạc nhi, chảm thi thuật chân quý bực nào, há có thể tùy ý cho người khác. Nếu thiên hồ tộc biết người truyền thuật này ra ngoài, không biết sẽ trừng phạt thế nào, người vẫn nên thu hồi Ngọc Giản đi. Hàn Lập vô thức cầm lấy Ngọc Giản, nhưng lập tức lại buông tay ra, trả lại Ngọc Giản. Ca ca ngươi cũng không phải người ngoài, thuật này cũng không có hạ ấn ký hay cấm chế gì. Chỉ cần chúng ta không nói, thiên hồ tộc cũng sẽ không biết. Mà lỡ như bọn họ biết, hiện tại ta mang trên người chân linh huyết mạnh cửu vĩ thiên hồ chính là hy vọng quật khởi của thiên hồ tộc bọn họ sẽ không làm gì ta đâu liễu nhạc nhi cười nói vậy thôi được rồi ta cũng không khách khí nữa hàn lập nghe liễu nhạc nhi nói vậy trầm ngâm một chút sau đó gật đầu nói hắn nắm ngọc giản trong tay mắt lóe lên vẻ kích động ca ca ta không thể rời bát hoang sơn quá lâu lần này cũng là vì có bạch trạch vương thượng đặc cách cho mới có thể tới đây bây giờ phải lập tức quay trở về sau này ngươi tới